Ơi, cô chào cả lớp nha các bạn, chúng ta bắt đầu học nha. Dạ chào cô. Chào em, chào Phong nha. Các bạn đợi cô xíu ha, cô xem màn hình này chúng ta bắt đầu học nha. Cô chào Triết nha, giờ mình xem màn hình chúng ta bắt đầu học nha các bạn. Rồi cô chào Quanh. Rồi cả lớp ơi, cả lớp nhìn ha, đây là cô đã xem màn hình rồi. Chúng ta sẽ học chương là Cognitive Psychology in SCI, tâm lý học nhận thức trong tương tác người máy. Thì đầu tiên hết, chúng ta phải tìm hiểu thế nào là nhận thức là gì. Cognition, nhận thức là gì? Thật ra nhận thức chúng ta có rất là nhiều loại nhận thức khác nhau, như là suy nghĩ một vấn đề gì đó cũng là nhận thức, nhớ một cái gì đó vẫn là nhận thức, học một cái gì đó cũng là nhận thức, mơ mộng cũng là nhận thức, đưa ra quyết định cũng là nhận thức, nhìn thấy cái gì đó cũng là nhận thức, đọc cũng là nhận thức, viết cũng là nhận thức, và nói chuyện cũng là nhận thức. Tức là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã có rất là nhiều loại nhận thức khác nhau. Bạn nghĩ cái gì đó, bạn nói chuyện, bạn 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 đọc, bạn mơ mộng, bạn học, hay là bạn ghi, hay là bạn nói chuyện, bạn học, bạn ghi, bạn đưa ra quyết định, rồi bạn nhớ cái gì đó thì vẫn là nhận thức nha các bạn. Và Norman đã chia ra chúng ta có hai loại nhận thức cơ bản. Nhìn chung chúng ta có hai loại nhận thức cơ bản. Nhận loại thứ nhất gọi là nhận thức trải nghiệm, và thứ hai được gọi là nhận thức phản chiếu. Nhận thức trải nghiệm là gì? Nhận thức trải nghiệm là trạng thái tâm trí mà chúng ta cảm nhận, chúng ta hành động và chúng ta phản ứng lại sự kiện xung quanh chúng ta một cách trực quan và dễ dàng. Cô nói lại nha, nhận thức trải nghiệm là trạng thái tâm trí mà bạn cảm nhận, bạn hành động, bạn phản ứng lại sự kiện xung quanh một cách trực quan và dễ dàng. Trong khi nhận thức phản chiếu thì nó liên quan đến nỗ lực về mặt tinh thần, về sự chú ý, sự điều chỉnh đánh giá và đưa ra quyết định. Và chúng ta có các loại, các quá trình nhận thức khác nhau. Thì nhìn chung chúng ta sẽ có các cái quá trình nhận thức mà cơ bản, các quá trình nhận thức cốt lõi như sau: sự chú ý, sự nhận thức, bộ nhớ, học, đọc, nói và ghi, đọc, nói và nghe, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lý luận và đưa ra quyết định. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng cái loại nhận thức này nha cả lớp. Đầu tiên, sự chú ý, attention. Sự chú ý là gì? Sự chú ý là trạng thái mà sự chú ý là gì? Sự chú ý là cái quá trình mà bạn lựa chọn cái thông tin để bạn tập trung vào nó tại thời điểm đó, từ một trong những cái khả năng có sẵn. Và cái sự chú ý này nó cho phép bạn tập trung thông tin là liên quan đến cái vấn đề bạn đang thực hiện, và nó sẽ bao gồm những cái thông tin liên quan đến thính giác và những thông tin liên quan đến thị giác. Sự chú ý thì cả lớp ơi, cả lớp nhìn vào hai hình, hình thứ nhất và hình thứ hai. Thì hình thứ nhất đó thì cô lại chia thành các cột, cô chia thành các cột. Cột 1 là thành phố, cột 2 là tên khách sạn, cột 3 là mã dùng, cột 4 là số điện thoại, cột 5 là cột 5 với 6 kề nhau thì nó là giá phòng đơn và giá phòng đôi. Thì cô chia cột thông qua kỹ thuật spacing khoảng trắng. Còn cái hình thứ hai á thì cô lại chia theo là từng dòng. Ví dụ hai dòng là một cái thông tin, ví dụ như tên khách sạn tên gì, ở cái vùng nào, số điện thoại, giá phòng đơn, phòng đôi, thì hai dòng là đi là những cái thông tin cơ bản của có một cái khách sạn, hai dòng là của một khách sạn. Có nghĩa là tôi chia thông tin theo từng dòng, từng dòng. Hình thứ nhất chia theo cột, hình thứ hai chia theo dòng. Các bạn cho cô biết hình thứ nhất với hình thứ hai, hình nào mà giúp bạn dễ tìm thông tin hơn. Ví dụ cô nói em ơi em tìm cho cô giá phòng đơn ở khách sạn D đi, giá nhiều vậy, thì theo các bạn là hình một với hình hai, hình nào mà bạn dễ tìm thông tin hơn, hình nào cả lớp? Hình một coi. Hình một đúng không các bạn? Ồ đúng rồi, đúng là cả lớp, cảm ơn cả lớp mừng vẫn lớn như bạn trả là hình một, hình một dễ hơn, hình một cô cũng đồng ý là hình một luôn rồi. Cảm ơn ha, cảm ơn các bạn trả lời, nhưng mà các bạn trả lời rất là nhiều, bạn trả lời đúng là hình một. Vậy thì ở đây nhờ kỹ thuật spacing khoảng trắng á, nó giúp mình chia thông tin theo từng cột như vậy nè, thì giúp mình sẽ dễ dàng mình tìm hiểu thông tin. Và như vậy tiếp theo gợi ý thiết kế dành cho sự chú ý như sau.
gợi ý thiết kế dành cho sự chú ý. Các bạn gợi ý thiết kế dành cho sự chú ý. Hãy làm thông tin nổi bật khi nó cần tham gia vào. Hãy sử dụng các kỹ thuật như là hình ảnh đồ họa, màu sắc nè, rồi gạch dưới nè, sắp theo thứ tự nè, tương tự và khoảng trắng, và tránh lộn xộn mặt giao diện với quá nhiều thông tin. Đối với những cái search engine hay là những cái form điền từ thì phải thật là đơn giản và rõ ràng ở mặt giao diện để mình dễ dàng sử dụng. Cái lớp thì đó là cô chia sẻ xong cái nhận thức thứ nhất, sự chú ý, attention. Bây giờ chúng ta chuyển qua loại thứ hai, perception, sự nhận thức. Perception, sự nhận thức, nó sẽ liên quan đến làm thế nào thông tin mình cảm nhận từ môi trường xung quanh thông qua những cái cơ quan giác quan khác nhau, như thông qua mắt, mũi hay là ngón tay, và nó sẽ chuyển đổi những cái thông tin này thành những trải nghiệm về cái vật thể hoặc là sự kiện âm thanh hay vị giác. Thì mình nói chung là cái vấn đề này sao, con người chúng ta có năm giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Vậy sự nhận thức là gì? Sự nhận thức nó liên quan đến cái quá trình là những cái thông tin chúng ta cảm nhận, cái thông tin từ môi trường xung quanh thông qua năm giác quan: thính giác, thị giác, vị giác, xúc giác và khứu giác. Sau đó những cái thông tin này sẽ chuyển đổi thành những cái trải nghiệm về những vật thể, cái sự kiện âm thanh hay cái vị giác. Thì đó là sự nhận thức. Và mình hãy nhìn theo hai cái hình của đầu câu hỏi này đã khó nha. Các bạn ơi, cô muốn chia nhóm thì cô sử dụng hai kỹ thuật. Đối với cái hình thứ nhất thì cô sử dụng cái kỹ thuật nó gọi là color contrasting, màu tương phản: xanh trắng, xanh trắng, trắng xanh, trắng xanh, xanh trắng, xanh trắng, trắng xanh, trắng xanh. Tức là kỹ thuật đó, ở cái hình thứ nhất cô sử dụng color contrasting, màu tương phản, để cô chia nhóm để mình biết nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, và đây là nhóm 16. Riêng cái hình thứ hai á, thì cô sử dụng một cái kỹ thuật gọi là bordering and spacing, đường viền và khoảng trắng, để cô phân nhóm nó lại: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8, còn 16 nhóm. Vậy thì câu hỏi cô đặt ra nè, các bạn ơi, hình thứ nhất, hình thứ hai, theo bạn cái hình nào giúp cho bạn dễ dàng cảm nhận và xác định được cái vị trí của nhóm? Ví dụ mình nhìn vô mình biết cái này nhóm 1 nè, nhóm này nhóm khác nè, nhóm này nhóm 2 khác nè. Hình thứ nhất là kỹ thuật color constructing, màu tương phản. Hình thứ hai, bordering and spacing, đường viền khoảng trắng. Rồi bạn thấy hình nào, hình một hay hình hai, hình nào giúp bạn dễ phân biệt nhóm? À, nhìn Hình là hai thấy thôi, ở nhóm này nhóm kia, nhóm này nhóm kia nó khác nhau sao đó. Hình nào các hình bạn? hai. Phần lớn các bạn đều trả lời là câu hỏi số hình hai. Có bạn nào nghĩ là hình một không ta? Đây, cô đang đợi thêm câu trả lời. Đa số các bạn nghĩ là hình hai. Đa số mình nghĩ hình hai ha. Để cô coi, cũng là hình hai luôn. Thì câu trả lời chính xác là hình hai. Một số bạn nói là: ô cô ơi, em thấy hình một cũng dễ nhìn mà cô. Hình một em nhìn em cũng thấy nhóm một, nhóm hai dễ dàng mà. Xong qua kỹ thuật color constructing thì ban đầu cái kỹ thuật mà màu màu tương phản đó các bạn, nó gọi là màu tương phản, sử dụng màu tương phản thì đúng là ban đầu thì giúp bạn dễ phân biệt nhóm đó. Tuy nhiên cái màu tương phản nếu bạn nhìn trong thời gian lâu á thì nó làm cho bạn cảm thấy mỏi mắt và gây ảo giác, nó làm cho bạn mệt mỏi, mỏi mắt, căng thẳng, cho nên không tốt. Vì thế là khi mà nhóm đó các bạn, khi mà nhóm nhóm lại thì người ta sử dụng kỹ thuật là bordering and spacing, đường viền và khoảng trắng. Và các bạn trả lời câu trả lời chính xác. Rồi, tiếp theo cô sẽ chia sẻ gợi ý thiết kế dành cho perception, gợi ý thiết kế dành cho sự nhận thức nè. Đại diện thông tin cần phải thiết kế sao thì dễ dàng nhận thức được và dễ dễ dàng cảm nhận và dễ dàng nhận ra. Icon và những cái đại diện đồ họa khác thì nên cho phép người dùng dễ dàng phân biệt ý nghĩa của nó. Đường viền và khoảng trắng là cái cách thị giác hiệu quả nhất để bạn nhóm thông tin lại. Nha. Nhớ nha bạn, bordering and spacing, đường viền và khoảng trắng là cái cách mà thị giác hiệu quả nhất để bạn nhóm thông tin. Và âm thanh nên dễ nghe và dễ phân biệt được. Văn bản thì nên rõ ràng và dễ phân biệt giải lời. Thì đó là những chia sẻ về perception. Và phần thứ ba là phần thú vị nhất của bài hôm nay, đó là bộ nhớ. Bộ nhớ của con người rất là thú vị, để cô chia sẻ với các bạn nha. Bộ nhớ nó sẽ liên quan đến quá trình bạn nhớ lại những cái kiến thức khác nhau mà cho phép bạn mà hành động một cách chính xác. Và bộ nhớ thông thường được chia thành những
những cái quá trình bộ nhớ khác nhau và những loại bộ nhớ khác và những loại lưu trữ bộ nhớ khác nhau. Thì chúng ta có ba loại lưu trữ bộ nhớ gọi là sensory store, bộ nhớ sensory memory, bộ nhớ giác quan, working memory, bộ nhớ làm việc, và long term memory, bộ nhớ dài hạn. Bộ nhớ giác quan, bộ nhớ làm việc và bộ nhớ dài hạn. Và trước khi chúng ta tìm hiểu từng loại bộ nhớ khác nhau như thế nào, cô và các bạn hãy xem một cái video. Cô chuẩn bị cho các bạn xem qua một cái video rất là thú vị, đó là bộ nhớ con người. Chúng ta bắt đầu xem nha. Rồi, để cô xem màn hình cái video đó nha. Đây, để tôi chuẩn bị một chút. Rồi, bắt đầu các bạn xem nha. How does human memory work? By Academy of Learning Career College. This model provides a helpful framework for thinking about how memory works. Memory can be thought of as having three critical components. Bộ nhớ con người chia làm 3 phần: sensory memory, bộ nhớ giác quan; working memory, bộ nhớ làm việc; long term memory, bộ nhớ dài hạn. Sensory memory. Sensory memory takes information from the environment through the human senses: sight, hearing, touch, taste, and smell. Sensory memory can take a lot of information, but information is stored for only a very short time, with visual information being stored for less than half a second, and auditory information being stored for only 3 to 4 seconds. Working memory stored for only 3 to 4 seconds. Sensory memory, bộ nhớ giác quan. Bộ nhớ giác quan là loại lưu trữ bộ nhớ đầu tiên của con người. Con người cảm nhận thông tin từ môi trường xung quanh thông qua năm giác quan: thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác. Sau đó những cái thông tin này sẽ được lưu trữ lại trong bộ nhớ giác quan trong thời gian rất là ngắn. À, những cái thông tin về thị giác chỉ có 1/2 giây và thông tin về thính giác từ 3 đến 4 giây. Sau đó những thông tin này sẽ được chuyển qua working memory, bộ nhớ làm việc. Working memory. Working memory is what you are conscious of or what you are thinking about at any given moment. This is where the memory work happens. People can only handle a small amount of information in their working memory at one time. We cannot think about a million things at once. In fact, we can only hold about 4 things in our working memory at a time. We also cannot hold that information for very long. Working memory duration is about 5 to 20 seconds unless we actively try to remember information by repeating it. Rồi, working memory, bộ nhớ làm việc. Bộ nhớ làm việc của con người thì chỉ nhớ khoảng 4 vật thể thôi. Và theo Miller Law đã chứng minh được, trong bộ nhớ làm việc con người chỉ nhớ tối đa 7 vật thể thôi. Và trong bộ nhớ làm việc đó, là nhớ khoảng thời gian từ 5 đến 20 giây thôi. Trung bình là cỡ 5 đến 20 giây rồi quên rồi. Tức là trong bộ nhớ làm việc là chỉ nhớ khoảng 5 đến 20 giây rồi quên ha. Và trong bộ nhớ làm việc đó, là nó chỉ lưu trữ khoảng trung bình 4 vật thể, nhưng mà Miller đã chứng minh được là tối đa là không quá 7 vật thể. Và vật thể đó có thể là một cái hình ảnh, một cái âm thanh, một cái màu sắc, một cái vị giác rồi, hay hoặc là một cảm giác nào đó. Và trong bộ nhớ làm việc này nó có 2 quá trình đó. Một cái quá trình là displacement, thay thế, tức là thông tin đó, trong bộ nhớ làm việc, trong thông tin được lưu trữ hiện thời sẽ được đẩy đi để cái thông tin mới đưa vào để thay thế nó. Và đó là cái, và nó có cái quá trình rehearsal, lặp đi lặp lại, như vậy. Như cô đã giới thiệu, bộ nhớ làm việc chỉ từ 5 đến 20 giây thôi. Tuy nhiên, bạn sẽ là người quyết định thông tin bộ nhớ làm việc này chuyển đến bộ nhớ dài hạn thông qua quá trình bạn cứ chú ý nó, bạn lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại. Rồi, tới bộ nhớ thứ ba. Long-term memory. Long-term memory is where we hold all our memories. One goal of learning is to get information into long-term memory so we can use it later when we need it. We have a lot of room to store memories. The memories we store are not perfect representations of the outside world. Long-term memory is relatively permanent. However, if we want to maintain easy access to a memory, we need to retrieve that information regularly. Long-term memory, bộ nhớ dài hạn. Bộ nhớ dài hạn thì thời gian nhớ từ vài phút đến suốt đời.
Trường hợp đặc biệt nhất là nhớ suốt đời không quên luôn. Thì những thông tin nào được lưu trữ ở trong Burma Store cũng như Burma thì bạn nhớ hoài, bạn không bao giờ quên luôn á. À, có những sự việc hiện tượng bạn nhớ vài phút cũng là bộ nhớ dài hạn nha, cũng nằm trong bộ nhớ dài hạn. Thì trong bộ nhớ dài hạn đó các bạn, nó có cái quá trình đó, nó gọi nó có quá trình làm trong bộ nhớ dài hạn đó, bạn nhớ từ vài phút đến suốt đời. Và thời gian dung lượng lưu trữ bộ nhớ dài hạn là gì các bạn biết không? Unlimited capacity, dung lượng không giới hạn, nhớ từ vài phút đến suốt đời. Và trường hợp đặc biệt nhất đó, nhớ hoài luôn, không bao giờ quên, và nằm ở trong bộ nhớ vô mà. Và trong bộ nhớ dài hạn đó, thì bạn càng truy xuất thông tin càng nhiều thì bạn lại 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 nhớ nhớ càng nhiều đó. Ví dụ bạn càng truy xuất, bạn càng nghĩ càng nhiều thì bạn lại càng nhớ càng nhiều. Thì đó là những cái thông tin chia sẻ về bộ nhớ long term memory, bộ nhớ dài hạn. Và tiếp theo chúng ta chuyển qua phần tiếp theo nữa, What quá this trình means của con is người. that learning depends on three critical processes: attention, encoding, and retrieval. Attention. To get new information into long-term memory, it must go through the working memory, and to get into working memory, we must pay attention to it. This means that attention and focus are the starting point for learning. If learners are not paying attention to course materials, they will not be able to process the information or remember it later. Distractions, text messages, notifications, daydreaming, are not helpful for learning. Encoding. Once we are conscious of information in our working memories, we want to encode the information into long-term memory. Encoding is made easier when learners connect new information to what they already know. Information and processes are repeated. Information is assembled, structured, and organized. It can help to think of your memory a little bit like a filing cabinet. It is easier to find things when they are filed away in an organized fashion. Information is translated from however it is originally seen and heard into something created by the learner. Retrieval. Taking information out of long-term memory into our conscious working memory so we can change our behavior. Retrieval gets easier when you practice. The more you retrieve something from long-term memory, the easier it becomes. People who have been tested on material are more likely to remember it later and apply it than people who only studied the material. Rồi, đó là rồi. Quá trình nhớ của con người nè. À, đây, đây. Distraction, paying attention, that attention and folk are not paying attention to work. Distractions, to get new. What this means is that learning depends on three đây, critical quá trình học processes. Của con người gồm có attention, chú encoding, ý, sự chú ý, sự mã hóa và sự truy xuất. Sự chú ý như sao? Như cô đã nói, thông tin nó sẽ được từ môi trường xung quanh, được thông tin được các bạn tiếp thu từ môi trường xung quanh thông qua năm giác quan. Thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác. Sau đó những thông tin này lưu trữ trong bộ nhớ giác quan trong thời gian rất ngắn, và nó sẽ chuyển qua bộ nhớ working memory, bộ nhớ làm việc, và nó chỉ từ 5 đến 20 giây rồi quên. Nhưng bạn sẽ là người chủ động chuyển nó đến cái bộ nhớ dài hạn bằng cách là attention, chú ý. Bạn chú ý, bạn tập trung vào nó. Thì thông tin này có nghĩa là bạn cứ tập trung, bạn nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, bạn như chú nó vậy đó, thì nó sẽ được ghi nhớ lại, thì nó sẽ được chuyển thông tin đó qua bộ nhớ dài hạn thông qua cái quá trình encoding. Quá trình mã hóa này nó sẽ lưu trữ thông tin mà của bạn đó, lưu trữ thông tin trong cái bộ nhớ working memory bộ. Xin lỗi, cái quá trình mã hóa này nó sẽ lưu trữ cái thông tin của bạn, thông tin đó vào trong bộ nhớ dài hạn của bạn, long term memory. Nhưng nó là mã hóa, nó lưu trữ, nhưng không phải lúc nào cái hình ảnh đó nó vẫn phải xuất hiện trên trong bộ nhớ của bạn. Nó chỉ thực sự xuất hiện khi bạn có quá trình truy xuất, retrieval thông tin, thì lúc này cái hình ảnh, cái âm thanh gì đó nó mới hiển thị lên. Thì bạn truy xuất càng nhiều thì cái thông tin nó càng được lưu, nó lại càng được lưu trữ lâu trong bộ nhớ dài hạn. Bạn truy xuất càng nhiều tức là bạn nghĩ về nó càng nhiều thì bạn càng nhớ lâu. Còn ví dụ như cô nói là, ví dụ cô nói thông tin là các bạn ơi, để coi, tuần thứ tư, ví dụ như là cô nói là thứ thứ tối thứ sáu này cũng hướng dẫn thực hành nha, các bạn mới đi học đầy đủ. Nếu mà bạn cho thông tin này á, nó không quan trọng thì bạn để cho bộ nhớ làm việc rồi 20 giây bạn quên. Tuy nhiên nếu mà bạn cho nó là quan trọng thì bạn sẽ pay attention, bạn chú ý, chứ sau đó bạn sẽ lặp đi lặp lại, nhắc lại bằng cách
bạn lặp đi lặp lại trong tâm trí bạn, hoặc là bạn nói to cho thành tiếng, tối thứ sáu tuần này mới thực hành, hoặc bạn ghi trong cái điện thoại, hoặc ghi trong cái cuốn sổ bạn, bạn chú ý bạn ghi chú nó, thì thông tin này sẽ được chuyển qua bộ nhớ long term memory, bộ nhớ dài hạn. Thì trong bộ nhớ dài hạn này nó sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn thông qua quá trình encoding mã hóa, và nó lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn. Nhưng có phải lúc nào cái thông tin, cái hình ảnh là tối thứ sáu dạy thực hành, tối thứ sáu học thực hành nó hiển thị trong tâm trí bạn không? Không, nó mã hóa, nó đã lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn, nó lưu trữ ở một, nó lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn thôi, nhưng không phải lúc nào hình ảnh nó cũng hiển thị lên. Nó chỉ truy xuất cái thông tin đó, nó chỉ hiển thị lên thông tin đó trong tâm trí bạn khi mà có quá trình retrieval, truy xuất thông tin. Khi bạn truy xuất thông tin thì lúc này cái hình ảnh là cái thông tin tối thứ sáu học thực hành nó mới hiển thị trong tâm trí bạn, và bạn truy xuất càng nhiều thì bạn càng nghĩ về nó càng nhiều thì bạn sẽ nhớ càng lâu. Thì đó là quá trình học của con người. Bây giờ mình sẽ quay lại bài học của chúng ta. Sau khi mình xem clip này xong, mình bắt đầu quay lại bài học của mình nha. Đây. Đầu tiên, sensory memory, bộ nhớ giác quan. Bộ nhớ giác quan có bao gồm hai thành phần chính. Một là thành phần lưu trữ thông tin thị giác, và một thành phần lưu trữ thông tin khứu giác. Và thông tin này chỉ được lưu trữ tạm thời tại đây thôi, trước khi nó sẽ được chuyển qua bộ nhớ làm việc, working memory. Và cái quá trình chính của bộ nhớ giác quan là cái nội dung được lưu trữ trong bộ nhớ giác quan nó sẽ chuyển qua bộ nhớ làm việc trong thời gian rất là ngắn, một vài phần giây thôi. Như các bạn thấy, trong bộ nhớ giác quan là thông tin thị giác chỉ có 1/2 giây, thông tin thính giác từ 3 đến 4 giây, sau đó nó sẽ chuyển qua bộ nhớ làm việc, thông tin này chuyển qua working memory, bộ nhớ làm việc. Thì trong bộ nhớ làm việc, cái thành phần chính của nó là bao gồm là một thành phần liên quan đến đưa ra quyết định, một thành phần liên quan đến giữ, nó sẽ lưu trữ, nó giữ những cái thông tin về 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 thính giác, và một thành phần nó sẽ giữ những thông tin về thị giác. Và nó có hai quá trình chính như sau. Quá trình rehearsal là cái quá trình mà bạn làm mới cái thông tin, cái nội dung của bộ nhớ làm việc, như là bạn lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại ha. Còn quá trình thứ hai là quá trình displacement, sự thay thế, là cái quá trình mà cái nội dung hiện tại ở trong bộ nhớ làm việc sẽ bị đẩy đi để cái nội dung mới được đưa vào. Và cái dung lượng của bộ nhớ làm việc thì nó chỉ có khoảng 3 đến 4, nhớ được khoảng 3 đến 4 vật thể thôi. Và cái vật thể này có thể là một hình ảnh, một từ ngữ, một cụm từ nào đó. Thì cô để tổng kết lại bộ nhớ làm việc những cái chính cho các bạn nè. Bộ nhớ làm việc, thời gian nhớ từ 5 đến 20 giây. Dung lượng bộ nhớ trung bình nhớ 4 vật thể. Nhưng Miller đã chứng minh được, theo Miller Laws thì trong bộ nhớ làm việc của con người chỉ có thể nhớ tối đa 7 cộng trừ 2 vật thể. Có thể nhớ tối đa 7 cộng trừ 2 vật thể. Vì 7 vật thể đó, 7 cộng trừ 2 vật thể, vậy cái vật thể đó có thể là gì? Cái hình ảnh, một cái âm thanh, một cái từ, một cái cụm từ, một cái màu sắc nào đó ha. Và trong bộ nhớ làm việc này nè, nó bạn muốn thông tin được luôn được nhớ lâu hơn, tức là bạn muốn thông tin từ bộ nhớ làm việc này chuyển qua bộ nhớ dài hạn, thì bạn phải có quá trình rehearsal, lặp đi lặp lại, rehearsal, lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại. Tức là bạn có thể lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại thông tin đó, lặp lại trong tâm trí bạn. Tức là bạn đọc thầm trong tâm trí bạn đó, nghĩ nó, nghĩ về nó trong tâm trí bạn, hoặc bạn đọc to thành tiếng, hoặc là bạn ghi lại trong điện thoại, hoặc ghi lại trên cuốn tập ha. Và đó thì cái thông tin này nó sẽ được nhớ lâu hơn, tức là những thông tin này được chuyển qua bộ nhớ dài hạn thông qua cái quá trình mã hóa. Và trong cái bộ nhớ làm việc này nó còn có quá trình thay thế, tức là tối đa từ 5 20 giây rồi quên. Tức là cái nội dung nè, trong cái bộ nhớ làm việc này, nội dung hiện tại này nè, nó sẽ bị đẩy đi để thay thế, và để thay thế cái nội dung mới. Rồi tiếp theo, long term memory, loại thứ ba, loại cuối cùng, bộ nhớ dài hạn, long term memory. Thì trong long term memory nó sẽ có những thành phần chính như bộ nhớ ngữ nghĩa, nó sẽ lưu trữ những thông tin liên quan đến ngữ nghĩa. Bộ nhớ thủ tục, nó sẽ lưu trữ những kiến thức mà bạn có được thực về việc thực hiện cái đó như thế nào, kiến thức bạn có được ví dụ như là đánh máy như thế nào, chạy xe như thế nào, lái xe như thế nào. Bộ nhớ tự truyền nó liên quan đến cái loại thứ ba, bộ nhớ tự truyền nó liên quan đến mình nhớ những cái thông tin cá nhân như là ngày sinh nhật, là số điện thoại gì đó. Và cuối cùng dạng đặc biệt nhất là bộ nhớ Berma, là
Những thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ bơ ba là bạn không bao giờ quên, bạn nhớ suốt đời nha. Cô nhắc lại thành thành phần chính của bộ nhớ dài hạn nè. Thứ nhất, dung lượng bộ nhớ dài hạn, unlimited capacity, dung lượng không giới hạn, thời gian nhớ từ vài phút đến suốt đời. Có những thông tin bạn nhớ trong vài phút vẫn là trong bộ nhớ, là vẫn là bộ nhớ dài hạn nha các lớp. Ví dụ bạn nhớ 5 phút là bạn quên thì nó vẫn là được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn nữa đó. Rồi cũng nhắc lại, dung lượng không hạn chế, thời gian nhớ vài phút đến suốt đời. Trường hợp đặc biệt của bộ nhớ dài hạn là nhớ suốt đời không quên. Có những cái kỷ niệm, có những cái thông tin, có những cái khả năng mà bạn đã biết là bạn nhớ suốt đời không quên. Ví dụ cái kỷ niệm đẹp nào đó, ví dụ như là bạn được khen thưởng, cái bạn thấy cái kỷ niệm đẹp quá thì bạn sẽ nhớ suốt đời không quên. Hoặc là hồi nhỏ bạn chơi, bạn bạn đi chơi với bạn bạn rồi bạn chạy nhảy, cái bạn vấp đá, bạn vấp cục đá bạn té, cái đầu gối bạn chày có cái thẹo, bạn nhìn cái thẹo này bạn nhớ nhớ hoài luôn, chắc là suốt đời không quên luôn ha. Hay hoặc là con người có những cái khả năng mà đã biết là nhớ suốt đời không quên. Ví dụ cái ký tên này, chữ ký của mình là mình nhớ hoài suốt đời luôn á, mình viết chữ nè, hoặc là mình đánh máy mình nhớ suốt đời không quên, vì cái việc đó mình dường như mình lặp lại hoài đó, cho nên bạn sẽ nhớ suốt đời mà không quên ha. Nhưng cô sẽ giới thiệu cho các bạn có cái khả năng mà bạn đã biết là bạn nhớ suốt đời mà bạn không cần phải luyện tập luôn. Bạn biết khả năng đó là gì không? Mình đã biết là nhớ suốt đời, đó là bơi lội. Bơi lội, bạn nào biết bơi, ví dụ hồi nhỏ năm bạn 10 tuổi bạn biết bơi lội, bạn học bơi cũng biết bơi lội, nhưng 10 năm rồi, đã 10 năm trôi qua bạn chưa có bơi lại, tức là bạn đi du lịch, bạn đi núi, bạn đi vô rừng, bạn khám phá mà bạn không có vào hồ bơi đi bơi lội, hoặc là xuống biển mà bơi lội á, có nghĩa là 10 năm rồi tôi không bơi lại. Thì sau 10 năm bạn nghĩ bạn sau 10 năm bây giờ á, sau 10 năm rồi, đã 10 năm trôi qua tôi chưa có tập luyện lại, thì sau 10 năm thì bạn đến hồ bơi, bạn nghĩ bạn bơi được không? Được không cơ đó? Tôi biết bơi lội nhỏ nha, năm 10 tuổi, nhưng 10 năm rồi tôi không có bơi, vậy sau 10 năm tôi có khả năng bơi lội được không? Đúng rồi, học được đó, được cái lớp chắc chắn được luôn á. Ừ, đó là bơi lội, rất là đó là những cái khả năng kỳ diệu của con người, biết là suốt đời không quên mà không cần luyện tập nhiều. Ví dụ bơi lội, hoặc một cái ví dụ khác thuyết phục hơn nè, chạy xe đạp. À, mấy bạn chắc biết chạy xe đạp hết rồi nha. Ở đó mình học trung học phổ thông á, mình chạy xe đạp, ví dụ lớp 12, lớp 10, 11, 12, đa số mình chạy xe đạp đi học. Cái giờ mình lên đại học, mình học. Cái sau đó mình ra trường, mình đi làm. Ở đó mà tôi học 12, tôi còn chạy xe đạp nha. Nhưng sau đó tôi lên đại học, tôi học 4 năm, 4 năm, 4 năm rưỡi đại học là tôi có xe máy tôi chạy rồi. Bây giờ tôi đi làm, tôi không có xe máy. Ví dụ, sau 10 năm, bạn biết chạy xe đạp rồi đó. Nhưng bây giờ, cho như 4 năm học đại học đi, 4 năm học đi, 6 năm bạn đi làm, đã 10 năm trôi qua thì bạn hồi đó mới biết chạy xe đạp á, nhưng mà 10 năm nay tôi chạy xe máy không mà. Vậy sau 10 năm tôi cô đưa cho bạn chiếc xe đạp, bạn chạy được không? Chạy được không cả lớp? Đoán thử là được không? Biết chạy xe đạp đó mà 10 năm nay chưa có chạy lại, 10 năm nay đi xe máy không à. Bây giờ đưa chiếc xe đạp kêu lên đạp chạy đi chợ cho coi. Đạp được không? Chạy xe đạp được không? Ừ. Được, được. Đeo mỏi chân. Ừ đúng rồi, thì ở lúc trước đó thì đạp đạp xe đạp nửa tiếng là bình thường nha, còn bây giờ đạp mới có 15 phút là thấy mệt rồi, cũng sao tại vì cái thể lực của mình thôi, nhưng chắc chắn là mình đạp xe đạp được. Thì đạp xe đạp là bạn biết là bạn nhớ suốt đời đó đúng không nè. Bạn Quế cũng nói là chạy xe đạp được cô ơi, 10 năm rồi bỏ, không chạy xe đạp 10 năm rồi chưa đụng cái xe đạp, bây giờ cô đưa xe đạp em 10 năm rồi em chạy xe máy mà, nhưng mà cô đưa xe đạp là em đạp được, tại vì em đã biết chạy xe đạp từ lúc nhỏ rồi. Đó, bạn Quế cũng nói vậy nè, bạn Hậu cũng vậy nè, bạn Quân cũng thấy vậy. Được nhưng chạy không nổi là có thể là mệt đó đi. Nhưng mà chắc chắn là mình đưa xe đạp cho bạn là bạn đạp được á, đạp được ha. Ví dụ chạy 5 phút à. Thì đó là trường hợp đặc biệt Burma Store, bộ nhớ Burma trong bộ nhớ dài hạn. Là bạn những cái thông tin lưu đây là bạn nhớ suốt đời không quên. Và con người có những cái khả năng mà đã biết là nhớ suốt đời không quên. Ví dụ chạy xe đạp. Rồi, tôi giảng tiếp nha. Trong bộ nhớ dài hạn thì chúng ta có cái quá trình chính là mã hóa, nãy cô giải thích rồi, là cái quá trình thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn. Retrieval, truy xuất là cái quá trình mà bộ nhớ phục hồi lại từ bộ nhớ thông tin được phục hồi lại từ bộ nhớ dài hạn.
Forgetting là gì? Là cái tên của quá trình mà bạn khi mà bạn phục hồi lại thông tin từ bộ nhớ dài hạn nhưng mà nó bị lỗi, bạn quên đi, không nhớ được, bạn phục hồi bạn quên đi. Rồi. Và tới phần thú vị nhất của bộ nhớ, recall nhớ lại và recognition nhận ra. Thì để truy xuất được thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn thì bạn có thể truy xuất bằng hai cách. Cách thứ nhất recall nhớ lại và cách thứ hai recognition nhận ra. Vậy hai cách này khác nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu được nhé. Thứ nhất, recall nhớ lại là cái quá trình mà tìm kiếm chủ động trong bộ nhớ để truy xuất ra cái phần thông tin cụ thể. Còn nhận ra nó liên quan đến quá trình tìm kiếm trong bộ nhớ của bạn, sau đó bạn quyết định xem cái phần thông tin bạn cảm nhận bên ngoài nó có tương thích cái phần thông tin mà bạn đã lưu trữ trong bộ nhớ của bạn hay không. Và nhận ra thì dễ dàng và nhanh chóng hơn nhớ lại. Rồi, tôi nhắc lại nha. Nhận ra và nhớ lại là cái quá trình để bạn truy xuất thông tin lưu trữ trong bộ nhớ. Ha. Và nhớ lại là gì? Là cái quá trình mà bạn tìm kiếm chủ động trong bộ nhớ của bạn để bạn truy xuất ra phần thông tin cụ thể. Còn nhận ra thì nó lâu hơn nha, thì nó tới hai bước ạ. Đầu tiên cảm nhận thông tin nè, sau đó tìm kiếm trong bộ nhớ của bạn và quyết định xem cái phần thông tin đó mà bạn cảm nhận bên ngoài nó có tương thích với phần thông tin đã lưu trữ trong bộ nhớ của mình hay không để mình nhận ra nó. Thì một cái điều thú vị là nhận ra thì dễ dàng và nhanh chóng hơn nhớ lại. Ha, bây giờ cô đưa ra ví dụ nè. Nhận ra dễ dàng nhanh chóng hơn nhớ lại. Ví dụ như nói về trái sầu riêng đi. Thì năm bạn 10 tuổi, bạn được ăn trái sầu riêng, bạn được nhìn thưởng thức trái sầu riêng. Rồi sau đó 10 năm rồi, đã 10 năm trôi qua. Bạn không ăn lại trái sầu riêng, bạn chưa thấy lại trái đó luôn. Thì tự nhiên sau 10 năm này cái cô mới nói em ơi em nhớ lại, em recall, em nhớ lại cho cô cái trái sầu riêng sao mà em kể cho cô nghe đi, em recall, em nhớ lại trái sầu riêng sao em kể cho cô nghe. Thì lúc này bạn phải tìm kiếm chủ động trong bộ nhớ của bạn phần thông tin liên quan đến trái sầu riêng để truy xuất. Bạn nói cô khoan để em recall, em nhớ lại nha, em nhớ lại vậy nè, em tìm kiếm chủ động trong bộ nhớ dài hạn của em á, em tìm kiếm chủ động trong bộ nhớ của em á cái phần thông tin liên quan đến trái sầu riêng truy xuất ra, thì em nhớ cái trái đó nó có mùi gì, có vị gì, có màu sao đó. Thì tại vì 10 năm rồi bạn có thể quên cho nên có thể gây khó các bạn ha. Thay vì bắt các bạn recall nhớ lại thì cô sẽ giúp các bạn recognition nhận ra và đó là cô đem một cái trái lạ lạ cô để trên bàn của nó. Em ơi em có recognition, em nhận ra cái này là cái gì không? Thì bạn phải đầu tiên bạn phải cảm nhận cái trái đó thông qua năm giác quan. Bước 1, nhìn thấy trái này nó lạ lạ, nó có gai, khui trái đó ra, thấy cái muối của nó mướt, nó có màu vàng nha. Tiếp theo khứu giác, tiếp theo là thính giác. Thì thính giác thì không cần trong trường hợp này. Khứu giác ngửi thấy nó thơm, cái mùi rất là nồng biệt. Xúc giác sờ nó thì thấy cái vỏ gai đau quá mà cái muối thì nó rất là mềm. Và cuối cùng vị giác nếm thử thì mình nếm đi cái muối sầu riêng của mình là nó béo, nó bùi, cái vị nó đặc trưng. Thì sau khi bạn cảm nhận cái trái lạ lạ đó thông qua năm giác quan thì lúc này bạn thực hiện bước hai, bạn tìm kiếm trong bộ nhớ của bạn cái phần thông tin mà bạn cảm nhận ra bên ngoài nó có tương thích với cái phần thông tin đã lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn của bạn hay không, và bạn đưa ra, bạn nhận ra nó là gì. Thì như vậy bạn sẽ trả lời cho cô ơi, sau khi mà cảm nhận cái trái này thông qua năm giác quan á thì em mới tìm kiếm trong bộ nhớ của em thì em thấy được cái phần thông tin mà em cảm nhận bên ngoài tương thích với cái phần tin đã và tương thích với phần thông tin đã lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn của em như sao, là em cái thấy cái trái mà nó có cái màu này con, có cái hình ảnh này nè, có cái vị này nè, có cái cảm giác này nè, có cái xúc giác này nè, chính là trái sầu riêng. Thì nhận ra thì dễ dàng và nhận ra thì nhanh thì dễ dàng và nhanh hơn là nhớ lại, cho nên khi mình thiết kế mình sẽ giúp cho người dùng nhận ra hơn là cách là nhớ lại. Ví dụ khi mà cô sử dụng cái chức năng lưu file trong Microsoft Word thì cô nhớ, cô sử dụng recall, cô nhớ cô học rồi file chọn cell, file chọn cell cái cô phải recall cho cô nhớ, nhưng sẵn thời gian rồi lâu quá không xài Word, bây giờ cô lại xài Word thì tự nhiên cô quên, cô nhớ như là thông tin đó
Cô có nhớ là mọi việc cô qua lâu quá cô quên rồi. Thì thay vì bắt người ta nhớ lại, bạn viết thư nhận ra bằng cách nào? Thì trên thanh công cụ toolbar của bạn á, bạn có một cái icon hình ổ đĩa mềm. Thì cái icon ổ đĩa mềm này nó giúp cho người dùng nhận ra, à cái icon ổ đĩa mềm này quen thuộc quá, tôi nhận ra rồi, đây là chức năng server, luôn là phải nha các bạn. Rồi một cái ví dụ rõ nét hơn nè, bạn thấy menu phông trong Microsoft Word không? Mình có phông Times New Roman, Arial, Vedara gì đó, thì số lượng phông chữ cực kỳ lớn. Nhưng mình có bắt người dùng phải nhớ lại hết là cái phông Times New Roman cái kiểu nó làm sao, và cái phông Vedara cái kiểu nó làm sao không? Không, mình đâu bắt người ta recall nhớ lại đâu. Thay vì bắt người ta recall nhớ lại thì giúp họ recognition nhận ra bằng cách nào? Có phải trên menu phông tên phông chữ cũng là kiểu phông chữ không cả lớp? Ví dụ Times New Roman thì cái chữ Times New Roman cũng là cái kiểu phông chữ. Arial thì cái tên Arial cũng là kiểu phông chữ đó luôn. Mình giúp người dùng nhìn vô và nhận ra, à cái Times New Roman là cái kiểu như nào tôi nhận ra đó. Đó, thì giúp cho người dùng nhận ra. Thì đó là lời khuyên cho thiết kế. Nhận ra thì dễ dàng, nhanh chóng hơn nhớ lại. Cho nên trong thiết kế hãy giúp cho người dùng nhận ra thôi mà bắt người ta lại nhớ lại thì các bạn. Rồi, gợi ý thiết kế dành cho bộ nhớ. Không làm quá tải bộ nhớ người dùng với những thủ tục phức tạp khi thực hiện thao tác. Thiết kế giao diện nên khuyến khích người dùng nhận ra hơn là bắt người ta nhớ lại bằng cách sử dụng menu, icon và thống nhất vị trí đặt những thành phần thiết kế. Và hãy cung cấp cho người sử dụng sự đa dạng cách mã hóa thông tin để mà giúp họ dễ dàng truy cập hơn lần nữa. Một cách dễ dàng để giúp họ dễ dàng truy cập lần nữa dễ dàng hơn. Và như là sử dụng danh mục color, tagging, time, stamping hay là icon. Rồi, thì cô đã chia sẻ xong về phần bộ nhớ là phần thú vị nhất của cái truyền bản. Tiếp theo, cô qua một loại nhận thức khác gọi là learning học. Thì người dùng thông thường thích học thông qua thực hành, người dùng thích học thông qua thực hành hơn là học thông qua cái chỉ dẫn trong một quyển sách. Và giao diện đồ họa người dùng và thao tác trực tiếp, giao diện thao tác trực tiếp là cái môi trường rất tốt để hỗ trợ người dùng học thông qua thực hành bằng cách hỗ trợ sự khám phá tương tác và cho phép người dùng toàn tác cái hành động của họ. Thì đó là tiếp theo gợi ý thiết kế cho việc học nè. Thiết kế giao diện phải khuyến khích người dùng khám phá, thiết kế giao diện phải cản trở hoặc hướng dẫn cái người dùng lựa chọn cái hành động chính xác khi lần đầu tiên họ học. Thì đó là những cái chia sẻ về cái loại nhận thức là sự học ha, learning học. Riêng reading, speaking, listening là ba cái loại nhận thức khác nhau. Thì reading, speaking, listening, đọc, nói và nghe là ba hình thức xử lý ngôn ngữ khác nhau. Nó có những cái tương tự nhau và có những cái khác. Cái tương tự nhau là gì? Tức là cái nghĩa của cái câu hoặc là cụm từ đều là như nhau mặc dù cái hình thức truyền đạt là khác nhau. Cô ví dụ, cô nói bạn ơi, hôm nay chiều nay trời mát quá các bạn. Thì các bạn nghe cô nói listening thì các bạn hiểu là chiều nay trời mát. Ví dụ cô viết lên bảng chiều nay trời mát quá thì các bạn đọc được cái chữ cô viết thì bạn hiểu là chiều nay trời mát. Hoặc là cô đang nói chuyện ở chiều nay trời tiếng sao mê mát quá ha. Thì các bạn nói chị nói thì cũng là ý nghĩa của nó là trời hôm nay là trời mát. Tức là nó giống nhau ở chỗ là cái nghĩa của cái câu hoặc là cái cụm từ đều là như nhau mặc dù hình thức truyền đạt khác nhau bằng reading, bằng đọc, bằng nói và bằng nghe và nó có sự khác biệt. Vậy hãy tìm hiểu nó khác biệt chỗ nào, khác biệt ở đây nữa mà nó có những cái khác biệt như thế nào. Đó là thứ nhất là ngôn ngữ viết thì là vĩnh cửu trong khi ngôn ngữ nghe thì nhất thời. Đúng rồi, ngôn ngữ viết thì là vĩnh viễn, vĩnh cửu trong khi nghe là nhất thời. Ví dụ bạn sau này bạn thành công rồi bạn muốn truyền lại cái gọi là cái kinh nghiệm của bạn thì bạn sẽ dễ nhất mà thông qua con dễ nhất là bạn truyền lại thế hệ sau mà con đường viết sách thì ngôn ngữ viết là vĩnh viễn mà có những cái tác phẩm vậy thôi vậy đó, tác phẩm văn học mình học tới giờ luôn đó, thời gian đó rất là lâu rồi nhưng ngôn ngữ viết thì là vĩnh cửu trong khi ngôn ngữ nghe là nhất thời. Nghe bên đây cái qua bên kia là nó khác ha, nghe là nhất thời rồi. Đọc thì nhanh hơn nói và nghe thì đúng rồi, ví dụ bạn đọc thì nó sẽ lẹ hơn còn khi bạn nói bạn suy nghĩ rồi bạn phải
chỉnh cái ngữ điệu và bạn phải nhấn giọng hay sao thì bạn sẽ không có nhanh bằng đọc, và khi bạn nghe cũng vậy đó. Cho nên là đọc là nhanh hơn là nói nghe. Rồi nghe thì ít đòi hỏi về mặt nhận thức, nghe thì ít đòi hỏi nỗ lực về mặt nhận thức hơn là đọc nói. Tức là khi bạn đọc thì bạn phải chú tâm với suy nghĩ, còn khi bạn nói thì bạn phải suy nghĩ rồi bạn mới nói. Trong khi nghe thì ít đòi hỏi về mặt nhận thức. Ví dụ nè, bạn ra quán cà phê với bạn bạn cà phê là ngoài quán cà phê 2 tiếng đồng hồ, bạn nói cái gì bạn cũng nhớ không? Không có, tại vì mình nghe, mình sẽ chọn là mình nghe thụ động, tức là bạn mình nói có cái nào hay thì mình fire attention, mình chú ý để lưu vào bộ nhớ, rồi từ bộ nhớ làm việc nó lưu vào bộ nhớ dài hạn. Còn những cái thông tin nào không quan trọng thì mình cứ nghe bên đây qua bên kia rồi quên. Cho nên người ta mới nói là nhiều khi ngồi nghe đó mấy tiếng đồng hồ nhưng mà hỏi đã nghe gì vậy, nó cũng không để ý nữa, không nhớ, mình nhớ thì thôi à, nhớ được có hay ngay ý à ha. Cho nên đó là sự khác biệt ngôn nghe, nghe lắng nghe. Nghe thì ít đòi hỏi về mặt nhận thức hơn là đọc và nói, nghe thì ít đòi hỏi về mặt nhận thức hơn là đọc và nói. Và ngôn ngữ viết thì thường là phải đúng ngữ pháp, trong khi ngôn ngữ nói thì thường cũng không có đúng ngữ pháp. Và gợi thiết kế cho đọc, nói và nghe, hãy giữ đồ dài của những menu dựa vào giọng nói và những chỉ dẫn ở mức tối thiểu, nhấn mạnh ngữ điệu cho những cái văn bản sinh ra từ AI, trí tuệ nhân tạo, và hãy cung cấp cái khả năng làm văn bản lớn hơn trên màn hình mà không ảnh hưởng đến 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 định dạng. Thì đó là những cái chia sẻ về đọc, nói và nghe. Và loại nhận thức cuối cùng, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lý luận và đưa ra quyết định. Giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lý luận và đưa ra quyết định, bao gồm nghĩ về những gì người dùng muốn thực hiện, nghĩ về những gì bạn muốn làm này, những cái lựa chọn đó là gì, và cái hiệu quả, cái kết quả có thể thực hiện khi mà đưa ra hành động đó. Thì nó thường nó liên quan đến cái quá trình mà nó quá trình nhận thức, nó là quá trình nhận thức. Tức là bạn bạn nhận thức được là bạn đang nghĩ cái gì, và có thể thảo luận với người khác hoặc là thảo luận với chính bản thân bạn, và sử dụng nhiều loại hỗ trợ khác nhau như là bản đồ, sách, viết hay là giấy, và gợi ý thiết kế dành cho giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lý luận và đưa ra quyết định, cung cấp những cái thông tin ẩn để bạn dễ dàng truy cập, giúp cho người dùng hiểu rõ hơn về để giúp cho người dùng hiểu rõ hơn về cách thực hiện cái hoạt động của họ một cách hiệu quả, và sử dụng những cái chức năng đơn giản và dễ nhớ ở mặt giao diện để hỗ trợ tính toán, để mà hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng và lập kế hoạch đang diễn ra trong khi dự án đang dự án đang được thực hiện. Rồi, tóm lại ở cái chương 3 này, chúng ta đã hiểu được nhận thức bao gồm nhiều cái quá trình nhận thức khác nhau như là sự chú ý, sự nhận thức, bộ nhớ, học, đọc, nói, nghe, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lý luận và đưa ra quyết định. Và cái cách ở mặt giao diện được thiết kế có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách mà người dùng họ cảm nhận, họ tham gia, họ học và nhớ về những đang thực hiện cái tác vụ gì, những cái thao tác gì. Và đây là tài liệu tham khảo ha. Cô có tham khảo quyển quyển phía trên nhiều nhất, Designing Interaction System, A Comprehensive Guide to ASEAN US and Interaction Design. Đó, của cô rất là hay. Rồi, tiếp theo cô sẽ chia sẻ một cái nội dung, một chương 4 thì mình học phân nửa thôi, rồi ngày thứ tư mình học tiếp nha. Rồi, rất để cô chia sẻ. Chương 4, các phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác. Thì nói đến những cái phương pháp tiếp cận, những cái phương pháp tiếp Chưa cận thấy thiết kế. like rồi. Chưa thấy like hả? Cô xin lỗi. Thì là cô chưa share. Rồi đợi cô xíu nha. Đấy. Rồi cảm ơn bạn nhắc nhở nha. Đây. Thấy slide không có lớp? À, ok. Thấy được rồi. Đấy, cảm ơn. Chúng ta sẽ học chương 4. Hôm nay chúng ta học phần nửa chương 4 thôi. Từ thứ tư mình học tiếp phần nửa thôi. Chương 4, các phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác.
Thì chúng ta có bốn phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác. Chúng ta có bốn phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác như sau. Thứ nhất, phương pháp một, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, user-centered design. Phương pháp hai, goal-directed design, thiết kế hướng tới mục tiêu. Phương pháp ba, activity-centered design, phương pháp thiết kế lấy hoạt động làm trung tâm. Và cuối cùng, participatory design, thiết kế có sự tham gia. Thì chúng ta hôm nay tìm hiểu hai cái trên thôi. Đầu tiên, user-centered design, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm có nghĩa là bạn làm việc với tất cả người dùng của bạn trong xuyên suốt dự án. Đó là cái định nghĩa thứ nhất. Và một cái định nghĩa khác, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm nghĩa là bạn hiểu được những gì người dùng họ cần. Bạn hiểu được họ đang nghĩ cái gì và họ hành xử như thế nào, và kết hợp những cái hiểu biết này vào trong những cái mỗi cái khía cạnh của quá trình thiết kế. Và cái định nghĩa thứ ba, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là quá trình thiết kế lặp đi lặp lại, trong đó nhà thiết kế tập trung vào con người và người dùng và nhu cầu của họ trong mỗi giai đoạn của quá trình thiết kế. Đó, thì đó là định nghĩa thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Và tiếp theo bạn phải tìm hiểu lấy người dùng làm trung tâm là gì vậy? Tức là bạn đặt người dùng lên trước hết. Bạn thiết kế hệ thống tương tác hỗ trợ cho con người và cho con người sử dụng. Hãy nghĩ về những gì người dùng họ muốn thực hiện hơn là công nghệ có thể làm. Và thiết kế nhiều cách mới để kết nối con người với con người. Và phải liên quan đến người dùng trong suốt quá trình thiết kế. Và thiết kế phải có được cái sự đa dạng. Đó. Và những cái nguyên tắc cơ bản của user-centered design, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm như sau. Phải hiểu rõ hơn người dùng của bạn và những yêu cầu các vụ của họ, kết hợp những cái phản hồi của người dùng để xác định được những yêu cầu và thiết kế, có sự tham gia sớm và tích cực của người dùng để đánh giá cái thiết kế sản phẩm, và tích hợp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm với những cái phương pháp phát triển khác, những hoạt động phát triển khác. Và quá trình thiết kế phải là quá trình thiết kế lặp đi lặp lại. Và cả đó thì đây là cô đã chia sẻ xong user-centered design, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Tiếp theo chúng ta sẽ qua loại thứ hai, goal-directed design, thiết kế hướng tới mục tiêu. Thì thiết kế hướng tới mục tiêu nó bao gồm quá trình thiết kế cái hành vi của sản phẩm, những cái form trực quan và form vật lý, và cái tiền đề chính là cái cách của cái thiết kế. Tiền đề chính của thiết kế hướng tới mục tiêu là cái cách tốt nhất để thiết kế thành công là hãy tập trung vào việc đạt được cái mục tiêu. Và thiết kế hướng tới mục tiêu nó bao gồm những cái kỹ thuật như là dân tộc học, phỏng vấn các bên liên quan, nghiên cứu thị trường, mô hình người dùng chi tiết, thiết kế dựa trên kịch bản, và một tập những cái phương pháp, những cái nguyên tắc thiết kế tương tác và những cái pattern, những cái mẫu thiết kế tương tác. Và quá trình này nhìn chung chia làm 6 giai đoạn: nghiên cứu, lập mô hình, xác định yêu cầu, xác định khung, tinh chỉnh và hỗ trợ. Giai đoạn 1, nghiên cứu. Giai đoạn nghiên cứu này sẽ sử dụng những cái kỹ thuật như là dân tộc học, phỏng vấn, và quan sát và phỏng vấn và phỏng vấn dựa trên ngữ cảnh để cung cấp cho bạn những cái dữ liệu định tính về những cái tiềm năng, hay là những về để cung cấp cho bạn những dữ liệu định tính về người dùng tiềm năng hoặc là người dùng sự của sản phẩm của bạn. Và nó cũng có thể bao gồm nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh, những cái phản hồi từ nghiên cứu thị trường và những công nghệ chiến lược thương hiệu, cũng như là phỏng vấn trực tiếp với cái bên liên quan, nhà phát triển, chuyên gia về vấn đề và chuyên gia về 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 kỹ thuật. Rồi, qua giai đoạn 2, modeling, lập mô hình. Thì trong giai đoạn lập mô hình, những cái mẫu hành vi người dùng và mẫu luồng công việc này á, workflow này, những cái behavior and workflow pattern, những cái mẫu hành vi người dùng và những mẫu những và những mẫu luồng công việc này sẽ được khám phá thông qua việc phân tích những cái nghiên cứu và phỏng vấn được tổng hợp thành những cái miền hay là mô hình người dùng. Thì những miền này nó mô hình miền sẽ bao gồm những thông tin về flow và workflow, những thông tin về flow và workflow nha bạn, về luồng công việc ha, flow and workflow. Đó, mô hình miền sẽ bao gồm những thông tin về flow and workflow, luồng và luồng công việc. Còn
mô hình người dùng, còn gọi là persona, chân dung khách hàng. Chân dung khách hàng là gì? Ví dụ bạn nói ở sản phẩm này tôi cho người 30 tuổi trở lên, là phụ nữ tuổi bao nhiêu, tức là bạn sẽ vẽ một cái chân dung khách hàng cụ thể cho bạn dễ thiết kế. Thì mô hình người dùng hay còn gọi là persona, chân dung khách hàng mà phải có một cách chi tiết, bao gồm là kiến trúc người dùng mà để dùng để đại diện cái nhóm nhóm về hành vi, về thái độ, về mục tiêu, về về những động lực được quan sát và xác định trong suốt cái giai đoạn 1, giai đoạn nghiên cứu. Giai đoạn 3, xác định yêu cầu. Thì những cái phương pháp thiết kế sử dụng trong giai đoạn 3 xác định yêu cầu này phải thực hiện bởi nhóm thông qua cái giai đoạn xác định yêu cầu á, để cung cấp nhiều sự kết nối cần thiết hơn, nhiều hơn giữa người dùng và những mô hình khác và những cái framework cho thiết kế. Và giai đoạn này chúng ta sẽ sử dụng cái thiết kế dựa trên kịch bản với cái sự sáng tạo, với cái sự giai đoạn này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế dựa trên kịch bản, tập trung vào kịch bản để đạt được những cái mục tiêu và những cái nhu cầu của người của chân dung khách hàng cụ thể. Rồi, giai đoạn 4, framework definition, xác định khung. Thì trong cái giai đoạn xác định khung này nè, thì nhà thiết kế cần tạo ra một cái khái niệm sản phẩm tổng thể, xác định được cái xác định được khung cơ bản cho cái hành vi sản phẩm, cho thiết kế trực quan và có thể là thiết kế vật lý. Và cái nhóm thiết kế này sẽ tổng hợp thành một cái framework tương tác bằng cách thực hiện hai cái phương pháp gây tranh hai cái phương pháp bằng cách thực hiện hai cái tranh cha phương pháp như sau. Tức là nhóm của chúng ta sẽ tổng hợp thành những cái khung tương tác bằng cách áp dụng hai cái phương pháp như sau. Phương pháp thứ nhất là những nguyên tắc thiết kế hệ thống tương tác. Đây, cô có hình ảnh là những phương pháp thiết kế hệ thống tương tác. Các bạn nhớ có 12 phương pháp nha. Bạn nêu tên có 12 phương pháp thiết kế hệ thống tương tác, rồi bạn cung cấp hướng dẫn sử dụng để bạn bạn sử dụng những phương pháp thiết kế hệ thống tương tác ha. Rồi cái thứ hai, bạn sử dụng những nguyên tắc thiết kế hệ thống tương tác là một. Cái thứ hai thú vị hơn là bên cạnh những nguyên tắc thiết kế hệ thống tương tác, bạn hoặc bạn còn sử dụng interruption design pattern, những cái mẫu thiết kế tương tác. Vậy design pattern, mẫu thiết kế là gì, hiện thoại mình sẽ giải thích cho bạn. Rồi giai đoạn 5, tinh chỉnh refinement. Thì cái giai đoạn tinh chỉnh này nè, nó tương tự như ta giai đoạn tạo khung, nhưng khác là nó sẽ tập trung vào nó sẽ tập trung vào sự chi tiết và cài đặt. Và đỉnh cao của giai đoạn này là những cái tài liệu chi tiết của thiết kế như là cái form hay là đặc tả hành vi sẽ phân phối qua thông qua những cái phương tiện media tương tác đó. Và cuối cùng thì tế là bên support hỗ trợ. Thì một cái thiết kế tốt, một cái giải pháp tốt hay xác thực thì như thế nào, một cái giải pháp dù tốt dù xác thực như thế nào cũng không thể nào tránh khỏi những cái thử thách, từ những thử thách phát triển và những cái câu hỏi về công nghệ. Và điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi của nhà phát triển mà họ đưa ra trong suốt cái quá trình mình xây dựng hệ thống. Thì đó là cô đã chia sẻ qua cho các bạn những nội dung cần thiết về thiết kế, lấy thiết kế hướng tới mục tiêu, là những cái nội dung cần thiết bạn cần phải hiểu thế nào là thiết kế hướng tới mục tiêu, thì cô đã chia sẻ xong. Và trong đây nó có một cái khái niệm khá đặc biệt là gì các bạn, đó là đây, design pattern, introduction design pattern, mẫu thiết kế tương tác. Vậy design pattern là gì, chúng ta cùng tìm hiểu. Đây, design pattern, mẫu thiết kế. Một mẫu thiết kế trong lĩnh vực kiến trúc và phòng máy tính là cái hình thức bạn tài liệu hóa cái giải pháp cho một cái vấn đề thiết kế trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Và cái ý tưởng này đầu tiên được giới thiệu bởi kiến trúc sư tên là Christopher Alexander trong cái lĩnh vực kiến trúc, và ngày nay nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có phòng máy tính. Và một tập hợp những cái design pattern có tổ chức thì sẽ một cái tập hợp những cái một cái tập hợp một cái một tập hợp những cái mẫu thiết kế có tổ chức liên quan đến một cái lĩnh vực cụ thể nào đó thì gọi là một cái pattern language, một ngôn ngữ mẫu.
thì đây là cái định nghĩa chung về design pattern. Còn riêng về SCI, về tương tác người máy thì chúng ta định nghĩa như thế nào? Tự hiểu nha. Trong tương tác người máy thì một cái design pattern, một cái mẫu thiết kế, nó sẽ là giải pháp cho một cái vấn đề, cho một cái ngữ cảnh. Ví dụ một cái pattern, một cái mẫu thiết kế, nó sẽ mô tả một cái vấn đề, một cái giải pháp, nơi nào giải pháp được tìm thấy. Và đặc điểm chính của design pattern, của cái mẫu thiết kế là chúng tổng quan, chúng rất là tổng quan, chúng rất là tổng quát. Tổng quát có nghĩa là bạn có thể khởi tạo và cài đặt nó bằng nhiều cách khác nhau. Và một cái mẫu, nhưng vào những cái mẫu, những cái pattern này nè, thì bản thân nó khá thú vị, nhưng mà nó sẽ không có, nó sẽ không có mạnh bằng pattern language. Vì một cái ngôn ngữ mẫu pattern language là một cái mạng lưới những cái pattern mà liên quan đến một cái vấn đề nào đó làm việc với nhau, tạo nên một cái cấu trúc hoàn chỉnh, mình gọi là một cái pattern language, một cái ngôn ngữ mẫu. Đây, ví dụ về cái pattern gọi là sitemap footer, chân website, thì thông thường ở dưới chân website chúng ta sẽ để những cái liên kết quan trọng. Ví dụ US Process, Community, Literature About, những cái liên kết quan trọng. Thì bất kỳ trang web nào, miễn mà bạn kéo đến chân website được thấy những cái liên kết quan trọng này, thì đó là sitemap footer pattern. Bất kể bạn ở vị trí nào trong website này, ở Master Classic hay ở About gì đó, thì chỉ cần bạn kéo xuống chân website thì bạn sẽ thấy những cái liên kết quan trọng trong 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 những cái liên kết quan trọng trong cái website này. Thì đó là một cái ví dụ về design pattern. Và tiếp theo cô giới thiệu các bạn một cái gì nó mới, nó gọi là duck button. Một loại button khác nó gọi là duck button. Vậy duck button là gì? Duck button thì nó không phải là một thiết kế yếu kém đâu các bạn, mà thực chất cái duck button nó được cố ý thiết kế như vậy, cố tình thiết kế như vậy, và thiết kế một cách rất cẩn thận để mà đánh lừa người dùng. Vậy duck button là gì? Định nghĩa duck button hay còn gọi là deceptive design button, mẫu thiết kế đánh lừa, là một cái hình thức, là một trong duck button hay còn gọi là deceptive design button, là những cái mánh lới được sử dụng trong website hoặc trong ứng dụng để làm cho bạn thực hiện những cái gì mà bạn không có muốn, không có ý định thực hiện, như là bạn mua cái gì đó, bạn đăng ký cái gì đó mà bạn tốn kém, bạn tốn tiền. Và chúng ta có rất là nhiều loại duck button khác nhau. Thì đầu tiên mình hãy xem một video thế nào là duck button trước nha. Rồi, xem video với cô. Duck button là gì? Patterns are features of interface design, crafted to trick users into doing things that they might not want to do, but which benefit the business in question. Here's an example. Have you ever tried to delete your Amazon account? Here's the Amazon homepage. What's the first thing you might think to do? The obvious place to look is the account dropdown here. Once you're in here, you look around. It's a lot of information, but if I'm interested in deleting my account, I think that your account is probably a good place to go. Once I'm on this page, there's a lot more information, payment options, login and security, and a bunch of stuff down here. Unfortunately, you could click every link on your account page, but none would deliver you to a place where you could actually delete it, because it's not here. In order to actually delete your Amazon account, you have to go all the way down to the bottom of the page, and under Let Us Help You, click Help. Once you're in here, you have to navigate to Need More Help, because, you know, putting it on this page would just be too easy. Then click Contact Us. This is where it starts to get ridiculous. It's still nowhere to be seen, but of the four options on the top that you want help with, click Prime or something else. You want the something else. In this Tell Us More About Your Issue dropdown, there's still nothing that suggests account deletion. You just have to know to click Login and Security. And then in a second dropdown, there it is, the magic button, Close My Account. Except in order to actually do that, you now have to have a chat conversation with an Amazon associate who's going to tell you all the reasons that account deletion is a bad idea. See, you can't delete the account yourself. They have to do it. This is a dark pattern, a crappy user experience that intentionally makes to something that hurts Amazon.
UX specialist Harry Brignall categorizes this specific kind of dark pattern as a roach motel, a design that makes it very easy for you to get into a situation, but very hard to get out. Brignall is actually the one who coined the term dark pattern in 2010, and he's been cataloging and lecturing about the issue ever since. Many of these dark patterns we're all familiar with. I only have to search my email for a few seconds to find them. For example, here, I'm getting spam emails from Architectural Digest. I scroll down and look at that. This is a mess, but it's a mess on purpose. The unsubscribe link is here, but it's devilishly hard to see. That's because it's the same font and virtually the same color as the rest of the print. Here's another dark pattern that uses color to misdirect. Over at the user testing blog, Jennifer Jerome points out that the mobile game Two Dots carries you through the experience by offering green buttons. A green button to start the game, a green button to pick a level, a green button to start the level, and three green buttons to continue to the next level, so on. But once you lose a level, the color scheme changes. The first green button you see leads you right to an in-app purchase, while the continue button is just a little X that blends into the larger element. I wonder how many people clicked buy moves reflexively as a Pavlovian response. Now, to be fair, this is a pretty benign dark pattern, but it shows how companies can use something as simple as color to trick you into doing what they want. On the more egregious end of the spectrum, you have stuff like this banner ad for Chatmost, which is made to look like it has a speck of dust on it, causing people to brush it away and accidentally click the link. Or you have sites like Booking.com, where they do everything in their power to increase the urgency of a purchase, going so far as to alert you in big red notifications of the hotel rooms that you just missed. You better book now. You don't want to be left behind again, do you? Every once in a while, a company goes a little too far and actually breaks the law. Remember when you used to get spam with all those LinkedIn invites from friends? Well, that was because of a confusing dark pattern on their ad contacts page, which allowed LinkedIn to scoop up people's email contacts and send them messages repeatedly without their consent. In a comprehensive blog post, Dan Schlosser showed how LinkedIn tried to trick users 8 times in their sign-up and onboarding procedures to surrendering email contacts. Unfortunately for LinkedIn, this proved to be a step too far. Users filed a legal challenge, claiming that sending multiple unwarranted emails hurt their professional reputation. LinkedIn settled the dispute for $13 million, which came out in the end to about $10 per user. It's rare for dark patterns to face consequences like these. Mostly they stay just on the right side of the law, understanding that it's hard to legislate around the psychological tricks of UX design. Everything on the internet is fighting for your attention, but there's a difference between those who are taking the time to build trust and loyalty and the special offer you clicked, which actually enrolled you in a monthly subscription, or the social network that dark patterned you into letting it sell data that didn't even know it had. Some of the responsibility is on us, but some is on design too. And it's not the fault of the designers. They're just doing what they're tasked to do, knowing full well that if they don't, others will. As Brignall says, our best defense against the dark patterns is to be aware of them and shame the companies who utilize them. Design is what mediates our interaction with the internet. It's the language we read it in. It's not too much to ask that that language be comprehensible and honest. Hey everybody, thank you so much for watching. This episode was brought to you by NordVPN. Rồi, các bạn đã xem cái clip về Duck Button. Bây giờ tôi giới thiệu với các bạn cái website Deceptive Button. Deceptive Button. Đây. Deceptive Button hay còn gọi là Duck Button là những cái mánh lới sử dụng trong website hay trong ứng dụng mà trong cái app được sử dụng trong website hay trong app để mà làm bạn thực hiện những cái mà bạn không mong muốn. Như bạn mua cái gì đó hay bạn đăng ký cái gì đó. Bây giờ mình cùng tìm hiểu một vài loại duck button nha cả lớp. Rồi, cái lớp nhìn nè. Đầu tiên, Comparison Prevention là cái loại Duck Button này sẽ đưa ra tại vì nó nắm được tâm lý người dùng là người ta hay có cái sự so sánh khi mua một cái sản phẩm nào đó thì nó sẽ ngăn chặn sự so sánh. Ví dụ nè, các bạn sẽ thấy ở đây họ đưa ra ba gói. Cho bạn lựa chọn cái gói thứ nhất thì giá 85
đô, thứ hai là 70 đô và thứ ba là 60 đô. Thì mình sẽ thông thường thói quen mình sẽ chọn cái gói mà nó rẻ nhất. Tuy nhiên gói rẻ nhất chưa chắc rẻ nè. Các bạn nhìn nè, 85 đô for one phone line with auto pay, 70 đô cũng cho for one phone line with auto pay, 60 đô rẻ nhất for one phone line with auto pay plus tax and fees, tức là còn thêm khoản thuế nữa. Đó, mình chưa chắc 60 đô. Các bạn. Rồi, một cái ví dụ là cho nên nhiều khi bạn chọn 60 mà nó mắc hơn đó. Đó. Và một cái ví dụ thứ hai là confirm shaming. Đây là cái loại mà đắc bắt thân mà đánh vào cảm xúc của người dùng đó. Đây, ví dụ My Medic muốn gửi bạn, muốn send cho bạn một cái thông báo, thì bạn sẽ khi bạn 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 cho phép thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những cái mẹo vặt gần gần đây nhất, sale hay là những cái giảm giá nào đó. Và bạn nè, cái phút này nhớ nè, so you and everyone you can stay alive, you and everyone you know can stay alive, so you and everyone you know can stay alive. Cái tự nhiên bạn nói cho cái thông báo đi, nếu mà thông báo tôi đọc cái thông báo này, tôi và những cái người xung quanh, những người mà tôi biết đó, can stay alive, có thể sống sót. Cái ví dụ anh thấy ổn hay bút bao lâu, còn nếu như mà mình không không có allow, mình không allow, mình không cho phép, mình không allow thì là no, no để no bình thường đi, không no I prefer to play to death, đó giống như là hù mình vậy đó. Dù allow thì mình có thể stay alive, còn no I prefer to play to death, thì đó là cái hình thức confirm shaming. Làm gì nó ảnh hưởng tâm lý của mình, nói vậy thôi mình allow đi để mình có thể stay alive, còn no là I prefer to play to death, thì đó là confirm shaming. Rồi một cái loại duck button nữa là disguise, thì nó sẽ làm cho bạn, cái này bạn thấy nhất là có bạn có đau đau phần mềm ở Shopee không, thì thông thường khi bạn đau phần mềm ở Shopee thì bạn thấy đây, thì bạn thấy cái này bự nhất, cái này chữ màu xanh mà download lớn đó, thì bạn click vô bạn download. Tuy nhiên bạn download nhầm 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 phần mềm hoài có không ta, ví dụ cô muốn download VLC Media Player đó. Tự nhiên cô thấy cái link nè, cái con khác như cô click vô, nhưng khi cô click vô cô mới biết là cô đau cái phần mềm khác chứ không phải là VLC. Thì mỗi lần bạn click bạn đau thì nó sẽ tăng rating lên cho cái app đó. Thì đây là disguise app. Các bạn có hay download lộn không? Ví dụ bạn rõ ràng bạn tìm VLC Media Player trên Shopee thì rõ ràng cái mình click vô đây, ốp sao là phần mềm khác ta? Thì đây là hình thức disguise app. Nó làm cho bạn download, nó thể hiện là nó hiển thị như nè. Thì làm cho mình nhầm lẫn. Mình click vô là mình đau VLC nhưng mà không phải đau phần mềm đó. Thì mỗi lần bạn đau như vậy thì nó sẽ tăng rating và cái app và cái ứng dụng đó nhiều luôn, bị hoài đó đó. Nó hình thức cô cũng thường xuyên bị luôn đó học với xuyên ơi. Cô hay bị lắm, tức là cô gõ gõ cô tìm phần mềm nhưng cô thấy vậy, cô thấy bị đau lót, cô click vô ngờ đâu đâu phải đâu, click vô đau lót cái nào á, bị hoài luôn đó. Thì cái đó không phải là do mình nhận đâu, mà đây là duck button. Shopee hay có duck button, tức là nó làm cho bạn nhầm lẫn. Nên bạn nó để cái vị trí ví dụ nó ở giữa trung tâm màu xanh á, cái bạn nhìn bạn nghĩ như vậy là cái này là cái chính rồi, để trung tâm ở giữa, click vô download, nhưng thật ra không phải. Bạn click vô download bạn đang click nhầm cái phần mềm khác, những ứng dụng khác. Thì mỗi lần bạn download nhầm gì nó tăng rating lên, nó tăng rating lên cho cả. Rồi đắt button này mình gặp lại ha. Một loại đắt button nữa là face scarcity, nó làm cho người dùng bị áp lực về việc phải hoàn thành cái hành động này, bởi vì họ 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 sẽ thấy được là cái sản phẩm nó đang bị hạn chế rồi, nó chỉ còn vài cái thôi, gọi là face scarcity, có nghĩa là nó làm cho mình thấy là cái sản phẩm này chỉ còn vài cái thôi, mua đi mua đi, nhưng thực ra đây là số lượng face, số lượng giả. Ví dụ cô đang nhìn cái áo này nè, cô thấy giá 250 đô, cái cô thấy mà dạng 50-50, tức là nửa muốn mua nửa muốn không, tức là cô chưa chắc cô mua, chưa thích lắm. Tuy nhiên tự nhiên có cái này nè, only three left in stock, chỉ còn ba cái trong kho thôi, trail on just today, hôm nay bán được 12 cái rồi, bây giờ trong kho chỉ còn có ba cái thôi, mua lẻ lên. Tự nhiên cô thấy trong kho còn ba cái, cô sợ, cô nói ôi trời trong kho còn ba cái không mua hết sao, thôi kệ mua đại đi, cái ta lên giường ta mua. Nhưng đây là số liệu giả nha, không phải nha, không phải còn ba cái đâu, bạn thử không mua ba cái đi rồi bạn quay lại nó vẫn còn nữa. Cho nên nó gọi là face scarcity, nó làm cho người dùng bị áp lực là phải mua đi, phải mua lẻ lên đi, không mua hết nè.
thì đó, thì nó gọi là face rồi. Một cái hình thức đắc bản thân nữa là face social group, những cái bằng chứng xã hội giả, tức là nó làm cho người ta thấy được cái sản phẩm này là rất là được nhiều người yêu thích, là rất là đáng tin cậy để phòng ngừa, nhưng đều là face social group. Ví mua này ha, cái mình sẽ thấy thông tin này đây, chính customer help, chính người đã mua cái món này, chính chính người đã mua cái file Woodstock cùng với report profit, tức là mình thấy số liệu, là mình thấy bằng chứng xã hội là mình là chính người đã mua cái sản phẩm này với cái sản phẩm này, chứ mình thấy gì, mình thấy chính người đã mua giống vậy, vì là đáng tin cậy lắm đó, vì là thông tin thì tin cậy đó, mình nên mua giống vậy đi, thì mình lại mua giống như bạn vậy. Tuy nhiên đó là pay social group, hoặc là nhiều khi bạn 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 mua sản phẩm đó, bạn hay coi review á, những cái review fan quá trời, mà tin chắc tốt nha, nhiều khi nó là review ảo đó nha bạn, người ta nói cái vấn đề là pay social group giống vậy đó. Các bạn gặp tình trạng chưa? Giống giống vậy đó bạn, đúng rồi, nó là pay social group giống vậy. Nếu như cô tính mua là chúng ta nói chính người đã mua cái món này với món này nè, chứ mình nhìn nó nói chính người mua là chắc là đáng tin cậy lắm, bởi vì người ta hay mua cái này với cái kia kết hợp lại mình mua theo, hoặc là coi review cái thấy cái này sao nhiều người khen quá, mua chưa chắc tốt nha, bạn có chắc review đó là review thật hay không đó, review hay là review ảo đó, bây giờ cẩn thận cho đó. Đúng rồi, dạng giống như Hậu nói là giống giống dạng giống như là kiểu quảng cáo, người là thị thần, giống như đọc bình luận phản hồi chứ. Mua đang phân khoăn là ô bây giờ cô muốn mua cái cô muốn mua cái con chuột này, cái tự nhiên cô đọc bình luận cái khen hết rồi, nhưng mà chưa chắc nữa, các bạn cẩn thận nha, nhiều khi mấy cái comment ảo đó đó đó, thì đấy là pay social group. Thì các bạn cô nghĩ là pay social group này là các bạn đã gặp rồi. Rồi tiếp nha, fake authority, nó làm cho người dùng bị áp lực phải hoàn thành, bởi vì cái thời bạn bị hạn chế thời gian, lẹ lên đi, sắp hết giờ rồi, mua nó đi, không hết giờ, tức là fake authority nó làm cho người dùng phải nhanh chóng khẩn cấp lên đi, lẹ lẹ hoàn thành đi, không hơi là hết giờ, bạn bị hạn chế thời gian đó, gần hết giờ đó, lẹ đi. Đây ví dụ đang có được sale nha, và được sale này sẽ kết thúc lúc 0 ngày 11 giờ 59 phút 46 giây, bắt đầu nó có một cái đồng hồ đếm lùi đếm đếm vậy, khi mình chưa muốn mua nó thôi, mình đang băn khoăn mua hay không, ta thấy cũng chưa cần thiết mua cái áo đó, nhưng bây giờ ở cái đợt sale này chỉ còn 11 tiếng nữa thôi, hết 11 tiếng rồi hết sale rồi, cái làm cho mình áp lực về mặt thời gian, nó làm cho mình phải nhanh lên, lẹ lên khẩn cấp đi, mua liền đi, không có hết giờ, thì đó là cái pay urgency. À, có gặp này chưa nghe, gặp tình trạng này chưa, vậy cái lớp chưa siêu xe 10 tháng 10 thì bị giống giống vậy đó xuyên. Nó gọi là pay urgency, như đang hoàn hoặc có mua lẻ đi, còn có 11 giờ à, còn có 10 giờ à, còn có 9 tiếng nữa hết rồi, còn 8 tiếng nữa, thế là mình áp lực gì mà thời gian, mình thấy là từ hết giờ rồi, lẻ lẻ đi mua đi, thì đó là nó gọi là pay urgency, và các bạn cũng cũng gặp phải rồi nè đó, siêu sale ngày 10 tháng 10 hay gì đó. Các bạn thấy rồi, một cái là fun action, nó sẽ làm cho người dùng phải thực hiện cái gì đó, bắt buộc điều đó ha. Ví đây ví dụ mình điền email vô đây, bấm continue thay vì skip this step, thì nó ghi gì ạ? Mình bấm nút skip, bỏ qua cái bước này, cái gì là nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ không dễ dàng tìm thấy những người mà biết bạn trên hệ thống mạng xã hội Klingon này, bỏ chọn file now thì skip đó đó, có nghĩa là nó làm cho bạn, nó đưa cái thông báo gì từ ví dụ như thay vì skip hay không thì cứ yes và no đi, nếu bạn skip bước này thì bạn sẽ không tìm được những người cùng kết nối cùng trên cái mạng xã hội này, cứ làm cho bạn phải hành động như vậy thôi, thôi thôi vậy thôi, tôi không skip đâu, tôi đồng ý, thì đó nó gọi là con action, bắt người dùng thực hiện cái gì đó ha. Rồi còn có loại nó gọi là how to cancel, rất khó để mà cancel, tức là đây là cái hình thức đắc bắt hình, nó làm cho người dùng rất rất là dễ dàng đăng ký
tham gia một cái dịch vụ nào đó, nhưng để cancel khỏi dịch vụ đó thì rất là khó khăn. Hard to cancel, nó còn gọi là Rush Motel. Rush Motel là ha, nó làm là hình thức như sao, là lỡ đắc mắc thêm thì sao ta, hard to cancel hay còn gọi là Rush Motel, nó làm cho người dùng dễ dàng đăng ký một cái dịch vụ nào đó, đăng ký tham gia dịch vụ đó dễ lắm, vài giây thôi, nhưng họ muốn cancel thì rất khó để thực hiện. Đây mình đi ví dụ, đây là một cái tạp chí rất là nổi tiếng New York Times, thì nó có một cái offer như sao: unlimited access to all the journalism we offer. Bạn có thể truy cập đến không hạn chế luôn tất cả những cái bài báo mà chúng tôi hỗ trợ. Bình thường là 2 bản một tuần, nhưng bây giờ chúng tôi khuyến mãi, xin lỗi, bình thường là 2 euro một tuần, nhưng bây giờ chúng tôi khuyến mãi chỉ còn có 0,5 euro một tuần thôi, tức là mỗi mỗi một 4 tuần mà chỉ trả có 2 euro thôi, rất là rẻ. Chúng tôi đang giảm giá chỉ có 0,5 euro trên tuần. Các bạn thấy hay quá, bạn click vô subscribe thì chỉ mất vài giây để bạn subscribe đó, đăng ký dịch vụ đó. Nhưng tháng thứ nhất, tháng thứ hai, thôi tôi không muốn đọc báo trên New York Times đâu, mỗi tháng mất tới 2 euro, thôi giờ cho tôi cancel dịch vụ đi. Ừ, cho tôi muốn đọc báo miễn phí thôi, tôi không đọc trên này đâu, tôi không cần đâu, tôi cancel. Nhưng rất dễ để bạn subscribe đăng ký nó vài giây thôi, nhưng rất khó để cho bạn thoát, để cho bạn cancel nó. Bạn muốn cancel thì trên website của New York Times thì không có nút nào bấm vô cancel được, mà bạn phải gọi trực tiếp hotline, bạn gọi điện thoại đến cái dịch vụ của họ. Và khi bạn gọi điện thoại đến dịch vụ của họ, đâu phải là họ cho bạn cancel liền đâu, bạn sẽ, hoặc nhiều khi bạn gọi hoài mà không gọi, mà không connect được đến cuộc gọi. Và khi mà bạn kết nối được cuộc gọi thì người ta sẽ giống như người ta sẽ hỏi bạn lý do gì mà sao bạn phải cancel, và người ta khuyên bạn, người ta gợi ý với bạn. Và bạn biết không, là người ta có tổng tổng kết được chỉ mất vài giây để bạn subscribe đăng ký cái dịch vụ của tờ New York Times này. Nhưng bạn phải mất ít nhất là 8 phút để bạn cancel được cái, bạn mất ít nhất là 8 phút để bạn cancel được cái dịch vụ này, để bạn cancel được dịch vụ này thông qua việc gọi điện thoại. Các bạn thấy không, rất là mất thời gian, rất là dễ vô lắm, nhưng mà muốn cancel nó rất là khó. Bạn phải cancel bằng hình thức gọi trực tiếp đến họ, và phải mất ít nhất 8 phút để thuyết phục họ, để mà hai bên trao đổi, để mất ít nhất 8 phút thì mới cancel được. Trong trường hợp mà gọi là ổn đó, 8 phút, để ít nhất 8 phút để mới thể cancel được, mà phải gọi điện qua dịch vụ của họ đến cái hotline của họ. Nha các bạn, các bạn có thấy trường hợp nào chưa? Có luôn ha, Hậu, là có một số web là giấu liên số tài khoản đăng ký luôn không đó, các bạn sẽ thấy. Đúng rồi, nói chung là vô đăng ký subscribe nó dễ lắm, nhưng cancel nó là khó luôn á. Thì đây là ví dụ how to cancel vậy hả Tòa? Giống 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 vậy đó. Giống giống vậy đó em, đúng rồi, đăng ký dịch vụ dễ lắm, dễ dễ lắm, nhưng cancel đi các bạn sẽ thấy rất là khó khăn, rất là khó khăn cho bạn. Rồi, cảm ơn Toàn, cảm ơn Hậu, cảm ơn bạn bạn Văn Toàn, cảm ơn bạn Phúc Hậu nha, các bạn đã chia sẻ thôi, tức là các bạn đã gặp phải từng trường hợp này, how to cancel rất là khó để cancel dịch vụ này của họ. Rồi, mình cho thêm 2 loại nữa: hidden cost, giá ẩn, người dùng đang thực hiện ha thao tác sau khi họ đã mất nhiều thời gian nỗ lực về thời gian và nỗ lực của họ, thì họ mới phát hiện ra là họ phải trả thêm một cái phí mà họ không mong đợi, và đến bước cuối cùng khi họ thanh toán, tức là ăn gì đi, cái ví dụ này không rõ thì cô lấy cái ví dụ khác nè, cô nói cho các bạn thêm ví dụ khác nè, cô làm rõ lại nè. Tự nhiên trả rõ ràng cái vé này có 310 nè, tự nhiên phải trả thêm một số phí nữa, thì tới cuối cùng nó mới phát hiện ra. Bây giờ một cái ví dụ khác nè, ví dụ có cái trang bán hoa tươi, website thương mại điện tử bán hoa tươi, cái website thương mại điện tử bán hoa tươi, đầu cô connect đến cái link của website điện tử, các cô đến cái website đó, cái website có một cái website thương mại điện tử để bán hoa tươi, cô sẽ truy cập đến website đó, cái cô vào website đó trang chủ, bắt đầu cô thấy hoa đẹp quá, bắt đầu cô lựa lựa lựa, cô lựa qua cô lựa tới 20 phút mới được một cái bó hoa đẹp, bắt đầu cô mới đặt hàng online.
thì cô phải thực hiện 5 bước. Bước 1, đăng ký thành viên. Bước 2, điện thông tin tài khoản gì đó. Bước 3, bước 4, bước 5. Tức là cái giá cái bó hoa đó là vẫn là 310 đô. Thì vẫn là 310. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 vẫn là 310. Bây giờ tới bước 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 1, 2, bước 3, bước 4 vẫn là 310. Nhưng tới bước 5 là cái bước cuối cùng. Và trong bước 5 này chỉ cần nhấn vào cái button confirm, xác nhận thôi là mình thanh toán rồi đó. Và bước 5 chỉ cần một bước là click vào nút thanh toán. Tuy nhiên tới bước 5, bước cuối cùng thì cô mới phát hiện ra là bên cạnh 310 đô cái bó hoa này, cô phải trả thêm phí vận chuyển 14 đô. Thôi kệ đi, phí vận chuyển coi như bỏ qua đi không sao. Và cô phải trả thêm 1.99 đô để mà cái phí gọi là, nó gọi là chăm sóc hoa. Thì cho cái này nó không hợp lý. Bạn bán hoa tươi thì bạn phải bảo đảm bạn giao đến người dùng là hoa tươi đúng không? Nhưng bạn lại bắt người dùng trả 1.99 đô, là coi như 2 đô đi. Trả 2.99 đô chứ, xin lỗi. Bạn bắt người dùng trả 2.99 đô là coi như 3 đô để mà bạn bảo quản hoa tươi đến giao cho người ta. Tôi thấy bất hợp lý. Mình bán hoa tươi thì mình giao hoa tươi chứ sao mình bắt người ta phải đóng gần 3 đô để mà mình bảo đảm cho hoa này tươi, để mình chăm sóc cho hoa nó tươi. Còn có người dùng thấy không hợp lý. Vậy theo bạn, người dùng có chấp nhận trả phí đó không? Thì phần lớn người dùng họ chấp nhận. Các bạn biết tại sao không? Tại vì hồi nãy giờ họ đã đầu tư rất nhiều thời gian và nỗ lực để họ thực hiện cái việc mua hoa này. Đầu tiên là họ phải mất 20 phút để mà họ chọn được cái bó hoa ưng ý. Sau đó họ mất thêm 15 phút để thực hiện đăng ký thành viên, rồi đăng điền thông tin, thanh toán bằng thẻ Visa hay gì nào, điền thông tin và qua bước 1, bước 2, bước 4, bước 5. Ở bước 5 này chỉ cần bấm vô nút xác nhận thôi. Thì mới họ mới phát hiện là họ phải trả gần 3 đô cái chăm sóc. Tuy nhiên họ nghĩ là thôi, nếu mà tôi không chịu thì tôi lại phải tìm một cái website bán hoa khác, và tôi lại phải mất 15 đến 20 phút tôi chọn bó hoa, rồi tôi lại mất thêm 15 phút để tôi đăng ký thành viên, điện thông tin thẻ ngân hàng, nhiều bước như vậy đó. Rồi cũng thôi mất nhiều thời gian, chắc là mất thêm nửa tiếng nữa. Không, lại đi 3 đô mới như bấm lại nút confirm xác nhận đi thanh toán. Mất công hoặc mất nửa tiếng nữa đi tìm kiếm nữa. Thôi mất công lắm, hoặc mất công nếu mà mình không chịu website này thì mình cũng phải mất thêm nửa tiếng nữa đi mình kiếm website khác để mình mua, để mình thực hiện thao tác tương tự vậy. Thôi 3 đô không có nhiều, và họ chấp nhận. Một người nghĩ vậy là 3 đô, 10 người nghĩ vậy 30 đô, 100 người nghĩ vậy là 300 đô. Thì đó là cái hình thức hidden cost, dạng đặt băng thành. Tôi mất nhiều thời gian nỗ lực để tôi thực hiện đưa cái này vô giỏ hàng, lựa chọn đưa vô giỏ hàng. Bây giờ tôi thất vọng, tôi phải đi qua bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Cái bước cuối cùng chỉ cần bấm nút confirm xác nhận là xong rồi đó, thì tôi mới phát hiện ra là bên cạnh giá đó tôi còn phải trả thêm số giá nữa. Đó thì đó gọi là hidden cost. Nhưng mà tại tôi mất thời gian, tôi nỗ lực nhiều quá, tôi mất cả nửa tiếng là thôi kệ, cái không nhiêu thôi chấp nhận đi, confirm đi để nữa mất thêm thời gian quá. Đấy, các bạn gặp trường hợp được chưa? Có kìa, đó nè, trả thêm thuế và phí ship, đúng rồi Hậu. Còn bạn Khánh Phát thì nói là giống trên Shopee Food, khi người dùng đặt đồ ăn ship thôi chứ không này. Ủa vậy đó hả? Cô mới biết trường hợp này luôn đó Phát. Tức là có nghĩa là khi mình đặt đồ ăn thì mình trả thêm đồ ăn, thêm phí ship, thêm phí phần mềm thôi. Ôi cô mới biết luôn á, tại vì cô chưa có bao giờ đặt đồ ăn trên Shopee Food luôn á. Rồi cảm ơn bạn Khánh Phát chia sẻ rất là thú vị nha. Đó là đặt hàng Shopee Food á, tự nhiên xong rồi phải trả thêm phí ship, phí phần mềm. Đó, mình thấy thì đây là hidden cost và các bạn cũng đang gặp phải, giống như bạn Phát thì chia sẻ này, và bạn Phúc Hậu cũng đó. Trả thêm thuế hay thêm phí ship gì đó. Đó. Đây và Phát đưa ra một cái ví dụ minh họa rõ nét hơn. Ừ, cái này là cô không biết luôn á, tại vì cô chưa bao giờ đặt đồ ăn trên Shopee Food luôn á. Rồi cảm ơn bạn Phát nha. Cảm ơn bạn bạn Hậu chia sẻ thú vị. Rất là thú vị để cho mình thấy rõ là những cái ví dụ về cái loại đắt bắt hình hidden cost này. Rồi, pre-selection chọn trước, chọn trước khá là vui nè. Đây nè, đây là trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của bác Donald Trump. Thì ví dụ mình ủng hộ bác đi thì mình donation cho bác, ví dụ chọn 150 đô đi ha, hay là nhiêu đó. Thì tự nhiên hệ thống chọn trước
tức là chỗ này chọn trước, mình đâu có click gì đâu, hệ thống tự chọn trước cho mình, click vô rồi mình thấy mình chọn thôi, mình ủng hộ bác 25 đô thôi, click vô đây chọn trước rồi, người ta chọn sẵn rồi, không quan tâm, bấm continue. Tuy nhiên người ta chọn trước, các bạn có thấy gì không ạ? Đây, make this a money recurring donation, tức là ví dụ bạn chọn 25 đô thì tháng sau họ sẽ recurring donation nữa, tức là họ sẽ tiếp tục trừ cái tài khoản bạn đi 25 đô nữa, ở tháng sau để trừ đi 25 đô nữa, ở tháng sau để trừ đi 25 đô nữa. Đó, thì cái ví dụ là vậy, có nghĩa là tự nhiên mình chọn nên mình tính donation, tự nhiên đây chọn sẵn, hệ thống tự chọn trước cho bạn mà bạn không để ý, nếu mà bạn bạn mà giống như là bạn làm lẹ quá, bạn nhanh quá, bạn hơi ổn cái bạn bấm continue là bạn thấy được, nếu mà bạn là người cẩn thận mà phải đọc kỹ, ủa chọn trước cái gì vậy, à monthly recurring tức là mỗi tháng tôi đều mất 25 đô, nó tốn kịp tôi bỏ tôi không chọn. Thì đó là cái ví dụ là pre selection, chọn trước, nhiều khi hệ thống chọn trước thì cẩn thận nha, người ta chọn trước, người ta click vô cái checkbox rồi đó, người ta chọn trước, đọc kỹ cho cô coi mình có ok không, nếu thấy không ổn bỏ cái chọn đó cho cô nha. Đây nè, mình tính ủng hộ 25 đô thôi, cái tự nhiên hệ thống chọn trước không để ý, bấm continue rồi đâu có, nó chọn trước rồi sao vậy, à chọn trước này là recurring donation, đó là monthly recurring donation, recurring này có nghĩa là mỗi tháng mất 25 đô, tháng sau trừ ít hẹn vậy, tháng sau trừ ít hẹn vậy, recurring là vậy, nên cẩn thận nha cả lớp. Thì đó là những cái chia sẻ về các loại đắc bắc thần, à còn có một số loại nữa thì các bạn có thể xem thêm ha, cái link này cô để sẵn ở trên LD, hệ thống LD của các bạn á có ghi là các link quan trọng đó, thì chương này thì cô có cung cấp cái link này cho bạn, bạn có thể về xem thêm. Rồi mình trở lại bài học nha. Rồi, Duck Button. Ví dụ, Duck Button Bros Motel. Rồi, thì hôm nay mình học nhiều đủ rồi. Hôm nay mình chỉ cần học hai cái phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác. Đó là thứ nhất, User Centered Design, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Thì thiết kế lấy người dùng làm trung tâm là cái cách tiếp cận phổ biến nhất và nhiều người dùng hay được yêu thích nhiều nhất và phổ biến nhất luôn. À, phương pháp tiếp cận thứ hai là cô đã giới thiệu cho các bạn là Goal Directed Design, thiết kế hướng tới mục tiêu. Và cái phương pháp thiết kế hướng tới mục tiêu thì trong đây nó có một cái khái niệm mới là Duck Button. Ở xin lỗi, trong đây nó có một khái niệm mới gọi là Design Button, là mẫu thiết kế. Vậy thì Design Button, mẫu thiết kế là gì? Thì chúng ta đã hiểu được là mẫu thiết kế là cái giải pháp cho một cái vấn đề nào đó, một lĩnh vực nào đó, mình gọi là cái design pattern của cái mẫu thiết kế, à và chúng ta đã hiểu được thế nào là một cái design pattern của cái mẫu thiết kế và thế nào là một cái pattern language, cái ngôn ngữ mẫu như thế nào, và chúng ta còn biết có một loại design pattern nữa gọi là duck pattern. Và duck pattern là gì, là những cái mánh lưới được sử dụng trong website hay trong ứng dụng, trong cái app á, trong cái app á, trong các cái app để mà đánh lừa người dùng. Chúng ta cũng được tìm hiểu thêm một số loại duck button đó, như là hard to cancel, là Ross Hotel, à, Hidden Host, à, giá ẩn nào đó, và chúng ta cũng đã từng thấy qua thì đó là duck button. Thì mục tiêu của cô là cô giới thiệu với các bạn duck button, thì cái nội dung duck button này cô tham khảo thì cô thấy nó hay cho nên cô mới đưa vào bài giảng cho các bạn tham khảo thêm. Thì mục tiêu của cô á, cô đưa cái thông tin về duck button và những cái ví dụ cho các bạn thấy, không phải là để khuyến khích các bạn thiết kế duck button không nên như cả lớp gì, duck button là không tốt. Mục tiêu của cô giới thiệu cho các bạn duck button là gì, các loại duck button cho bạn tìm hiểu thêm để mà bạn biết và bạn tránh được, tức là ở đây không khuyến khích các bạn thiết kế duck button, điều đó không tốt không nên, mà mình giới thiệu duck button, mình giới thiệu cho các bạn biết duck button là gì và các loại duck button như thế nào để bạn biết và bạn tránh, để sau này khi bạn tương tác với một cái website hay là tương tác với một ứng dụng mà bạn thấy vậy bạn biết, à cái này tôi biết rồi, đây là duck button nè, tôi sẽ không để bị đánh lừa đâu, tôi sẽ không 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 thực hiện đâu, tôi sẽ không để bị đánh lừa đâu, thì bạn nhìn và bạn biết được đây là duck button và bạn tránh được. Thì đó là mục tiêu của cô, mình biết duck button, mình biết được một số loại duck button để mà mình tránh nha các bạn ha, mình tương tác xong mình tránh, mình sẽ không để bị đánh lừa rồi. À, thì nội dung cái bài giảng hôm nay là kết thúc rồi ha. Các bạn còn câu hỏi nữa không? Có hỏi cô gì không nè?
Nếu như mình không có câu hỏi nào á thì hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư. Và cả lớp ơi, tối thứ tư nhớ đi học đầy đủ nha. Không 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 phải Phát ơi, tối thứ tư này là cô nói với nội dung này ha. Tối thứ tư mình sẽ học tiếp phân nửa bài chương 4, các phương pháp tiếp cận thiết kế tương tác, và mình học thêm chương 5 là học về prototyping, tạo ra một cái nguyên mẫu. Sau khi mình học xong chương 5 thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế, yêu cầu số 1 á, là thiết kế low file prototype bản vẽ file của một cái ứng dụng nào đó, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì qua tối thứ tư là bạn sẽ làm được yêu cầu 1 trong cái bài báo cáo giữa kỳ, là thiết kế low file prototype bản vẽ file của một ứng dụng nào đó. Đó là mình sẽ làm được yêu cầu 1. Tối thứ sáu cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hành, chính xác là cô hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Figma để thiết kế ha. Sau khi tối thứ sáu là mình hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Figma để thiết kế xong á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm yêu cầu số 2 là thiết kế mid file prototype, nguyên mẫu có độ trung thực trung bình sử dụng Figma để thiết kế, và mình sẽ chỉ cho các bạn thiết kế sao chạy demo hôm sau luôn, và viết báo cáo để vào báo cáo như thế nào luôn. Để báo cáo thì mình chỉ cần chụp giao diện mình để vô báo cáo của cô đó. Rồi tối thứ hai tuần sau á, thì mình sẽ học chương chương 6 với chương 7 là hai cái chương cuối cùng, nó liên quan đến kiểm thử và đánh giá, cái phương pháp nghiên cứu với phương pháp đánh giá. Thì sau đó xong á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nội dung thứ ba, đánh giá cái mẫu thiết kế, cái nguyên mẫu của bạn. Rồi và tối thứ tư tuần sau nữa thì là buổi cuối cùng, thì cô sẽ ôn tập thi cuối kỳ và giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Mà nói gì nhiều quá nhiều khi các bạn quên ha. Bây giờ tóm lại, tối tư nè là ngày mốt á, thì học 1 phần 2 chương 4 cộng chương 5, là hướng dẫn yêu cầu 1, hướng dẫn cái yêu cầu số 1 đi, hướng dẫn thiết kế. Để cô gõ trên cái chat này cho các bạn xem. Hướng dẫn thiết kế low file. Low file prototype. Cho báo cáo giữa kỳ. Cho báo cáo giữa kỳ ha. Đó. Là ta là bắt đầu làm bài được rồi đó. Đây. Tối tư học 1 phần 2 chương 4 cộng chương 5 và hướng dẫn thiết kế low file prototype cho báo cáo giữa kỳ. Mình thi tập trung luôn Tâm ơi, có nghĩa là môn này mình học xong thì báo cáo giữa kỳ á, là sau khi học xong kết thúc môn cô cho khoảng tuần hay 2 tuần tùy theo lớp mình thống nhất với cô, tuần hay 2 tuần vậy đó. Ủa hình như là trên Google Classroom cô có deadline không ta, cô quên mất rồi, lớp đợi cô coi lại Google Classroom. Mình chưa có deadline cho các bạn, thì để mình thống nhất lại các bạn, để tối tư mình thống nhất luôn. Mình học xong á, thì mình cho bạn 1 tuần hoặc 2 tuần, cho bạn 2 tuần luôn đó, để deadline cho bạn làm, thì bạn sẽ làm báo cáo giữa kỳ làm gồm có 3 yêu cầu ha. Rồi lấy 4 điểm, còn 6 điểm thi cuối kỳ là mình thi tập trung theo trung tâm, có nghĩa là trung tâm sẽ có cái lịch thi chung á, thì các bạn thi theo trung tâm các bạn ha. Đó. Rồi tối tư ha. Rồi tối 6 tuần này á thì học thực hành là biết cách sử dụng Figma rồi đó, và mình hướng dẫn các bạn thiết kế mid file prototype yêu cầu thứ hai cho báo cáo giữa kỳ luôn. Rồi các bạn nhớ nhiều thôi, nhớ hai nội dung thôi. Tối tư học 1 phần 2 chương 4 chương 5 hướng dẫn thiết kế low file prototype cho báo cáo giữa kỳ, tối 6 học thực hành hướng dẫn thiết kế mid file prototype cho báo cáo giữa kỳ. Đó là mình học là mình xong 2 câu rồi đó. Câu 3 là qua tuần sau mình học xong câu 3. Thi tự luận đây đây mấy em vô coi trên LD. Mình có ghi thông tin trên LD mà, để cô xíu ơi, sao giờ mấy bạn lại hỏi cô là thi sao vậy? Đây có coi thông báo của cô không nè, để cô đăng nhập vô hệ thống LD kìa, cô xíu. Đây. Nhớ vào hệ thống LD nha, có mấy cái bài giảng thông báo của cô đó. Rồi để cô share màn hình cái. Đây
Nè, lịch học tối 24/6 hàng tuần từ 9 tháng 10 đến 27 tháng 10. Thấy vậy ha? Cách đánh giá học phần 40% báo cáo giữa kỳ là file PDF Word Classroom, 60% thi cuối kỳ, thi tự luận và không sử dụng tài liệu. Đó, có thông báo rồi. Nè, lên mấy cái bộ phòng học trực tuyến mấy buổi nè. Video của buổi học nè, slide bài giảng cô để hết từ chương 1 đến chương 7 nè. Mẫu báo cáo giữa kỳ nè, file tập thi cuối kỳ, thực hành các link từ học Figma thì này để cho bạn tham khảo nè. Rồi, các link tham khảo nè, chương 1 tham khảo cái này. Rồi chương 2, chương 3, chương 4 đắc bắc thân nè, cô mới hướng dẫn đó. Đây cô để sẵn link nè, bạn nào thấy thú vị thì có thể coi lại nha. Ở chương 6 nè, hai cái link nè, chương 7 thì một cái link nè. Đó. Rồi, còn có hỏi cô gì nữa không? Có ai hỏi gì nữa không nè? Không Nếu cô ơi. có câu hỏi thì mình kết thúc buổi học ở đây ha. Rồi cảm ơn Thông, mình kết thúc buổi học ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ tư vào ngày mốt nha. Tối thứ tư nhớ đi học đầy đủ cho con nha. Tối thứ tư cô hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo giữa kỳ. Yêu cầu đầu tiên thiết kế low file và số file bản vẽ tay cho cái một cái ứng dụng mà bạn chọn ha, để thực hiện yêu cầu đầu tiên của báo cáo giữa kỳ. Rồi cảm ơn cả lớp nha, cảm ơn cả lớp đã tham gia học với cô vào tối nay. Hẹn gặp lại cả lớp vào tối thứ tư, vào tối ngày mốt nha. Chúc cả lớp ngủ ngon. Cảm ơn cả lớp. Chào cả lớp luôn. Gặp lại vào tối tư nha. Rồi, chào các Và bạn. chào cô ạ. Ừ, chào em. Rồi, chúc cả lớp ngủ ngon.